vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 31. A Nhĩ Mạn không phải kẻ ngốc, người dám đi ra ngăn cản bọn họ vào lúc này, nhất định có chỗ bất phàm, trong miệng hắn tuy rằng tràn đầy khinh thường, nhưng mà, ra tay lại là vô cùng cẩn thận. Mục đích của bọn họ đến Dương Thành, là Dương Oai thuật cận chiến Nam Mỹ với Trung Quốc, mỗi một trận chiến, đều sẽ không xem nhẹ. Ngàn cán treo sợi tóc, tim Tống Thu đập thình thịch như trực tiếp kẹt ở cổ họng, đồng tử mở to nhìn. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, áo trắng vừa động, thân ảnh như gió, không có tránh né, ngược lại, chợt lóe về phía trước. Dựa theo một trận thanh âm kinh hô, thân ảnh Nam Cung Quân tựa như quỷ mị đánh trúng Á Nhĩ Mạn. Bụp bụp, liên tiếp ám kinh điên cuồng vỡ. Á Nhĩ Mạn khuôn mặt mãnh biến, nhanh chóng thi triển nhu thuật, trỏ tay đánh về phía Nam Cung Quân. Nam Cung Quân thân hình linh động vô cùng, gót chân phát lực, đi bên hông, sức lực tụ tập ỏ, mũi tay, mỗi một quyền oanh kích trên người Á Nhĩ Mạn, đều có loại cảm giác long trời lở đất. Am, 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 trong lúc đối mặt, Á Nhĩ Mạn lảo đảo lui về phía sau vài bước, lần nữa dương mắt, ánh mắt mang theo cực kỳ kinh hãi nhìn Nam Cung Quân, đây là thuật cận chiến gì? Hắn chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh này. Người phụ nữ ảo trắng tay ngọc nhỏ dài, thoạt nhìn không có lực sát thương gì, nhưng mỗi một quyền ở trên người hắn, đều làm hắn đau đến nhếch miệng. Võ thuật Trung Quốc, Nam Cung Quân thản nhiên đáp lại một câu, thấy một màn này, ở hiện trường không thể kiềm chế được một trận cổ vũ. Lúc A Nhĩ Mạn đi ra đối diện Nam Cung Quân, không ít người đều vì Nam Cung Quân mà toát một trận mồ hôi lạnh, nhưng không nghĩ tới, Nam Cung Quân ra tay, phiêu giật linh động đồng thời, đầu ngón tay lại ấn chứa sức mạnh cương mãnh, trực tiếp áp chế Á Nhĩ Mạn. Trời ạ, đây chính là đệ nhất nhu thuật Nam Mỹ, ở trong giới nhu thuật, hắn chính là bá chủ tuyệt đối. Nhưng ở trước mặt người phụ nữ thần bí này, lại không chịu nổi một kích như vậy. Tôi phỏng chừng là Á Nhĩ Mạn vừa rồi khinh địch, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Quá lợi hại, thanh niên Tiểu Du vô cùng kích động, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng hắn hiểu được lời cung hội trường nói. Sức nóng trong Livestream càng tăng vọt, màn hình nổi lẽn khiếp sợ. Uy Dương quyền quán, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Thần tiên tỷ tỷ, Tống Thu phấn chán, anh rể, thần tiên tỷ tỷ thi triển võ thuật gì, cái này cũng quá lợi hại đi. Dùng vai đụng trời ngã xuống, dậm chân chấn động cửu châu. Khuôn mặt Sở Trần mỉm cười, trầm giọng nói, đây là bát cực quyền do quân tỷ tỷ tự mình cải tiến, giữ uy lực của bát cực quyền trong 10 ngón tay, ngược lại không có thủ đoạn dung vai, nhưng thân pháp linh động phiêu giật phối hợp bát cực báng lực giữa 10 ngón tay, làm uy lực bát cực quyền tăng lên mấy cấp độ. Sở Trần nhìn bóng lưng Nam Cung Quân, khóe miệng khẽ nhếch lên, bát cực quyền được quân tỷ tỷ cải tiến uy lực quả thật cường đại, nhưng còn không phải là kỹ năng thật sự của quản tỷ tỷ, quân tỷ tỷ dũng bả cực quyền đối phó Á Nhĩ Mạn. Điều này có nghĩa là, thực lực của đối phương căn bản không bị quân tỷ tỷ giặt ở trong mắt. Dậm chân chấn động cửu châu, ánh mắt Tống Thu cuồng nhiệt, phấn chấn vô cùng, bộ quyền này của thần tiên tỷ tỷ, phiêu giật đồng thời ẩn chứa khí phách, em trước là sao lại không biết bát cực quyền lợi hại như vậy. Quá lợi hại, Sở Trần lắc đầu, giới võ giả vẫn có một câu nói, văn có thái cực thế giới an ổn, võ có bát cực định càn khôn. Chẳng qua, trong thế tục có quá nhiều người lạm dụng, bát cực quyền thật sự. Ngược lại không có mấy người được thừa kế. Tống Thu dừng một chút, sâu kín nhìn Sở Trần một cái, anh rể, anh đừng nói nữa. Thì Sở Trần nghi hoặc nhìn Tống Thu. Tống Thu bĩu môi, anh thoáng cái dậm y chán chấn động cửu châu, thoáng cái gì võ có bát cực định càn khôn, mà em, y chỉ biết hô to mẹ nó, lợi hại, Sở Trần, y lúc này, Á Nhĩ Mạn đã xông lẽn một lần nữa. Thân hình khổng lồ, mỏ, hai tay ra, giống như hùng ưng dương cánh. Sức mạnh hùng hậu dẫm lên sàn nhà, phát ra tiếng ầm ầm buồn bực. Đặc biệt của nhu thuật Nam Mỹ, lấy kỹ năng bắt làm chủ. Á Nhĩ Mạn tự tin, chỉ cần mình bắt được người phụ nữ trước mắt này, cô ta liền thoát không ra nhu thuật công kích của mình. Ở một mức độ nào gió mà nói, nhu thuật Nam Mỹ chủ trọng, cũng là dùng sự mềm mại để chinh phục sức mạnh. Nhưng mà, hôm nay Á Nhĩ Mạn đối mặt với Nam Cung Quân, cải tạo bát cực quyền vốn cương mãnh như sấm thành quyền pháp cương nhu hòa hợp. Sức lực ẩn chứa trên 10 đầu ngón tay, thân pháp như mị, mặc cho Á Nhĩ Mạn công kích như thế nào, ngay cả góc áo Nam Cung Quân cũng không thể chạm vào. Ngược lại, công kích của Nam Cung Quản giống như vũ bão đánh vào người Á Nhĩ Mạn, Á Nhĩ Mạn thỉnh thoảng lui về phía sau. Dần dần, tâm thái Á Nhĩ Mạn sụp đổ, phát ra tiếng gầm giận dữ, giống như một con gáo đen, điên cuồng phát động thế tấn công. Y anh Trương, anh có thấy không?
võ thuật Trung Quốc Hoa Hạ chúng ta. Trung Định Anh vô cùng kích động, không ngừng chụp ảnh, phiêu giật mạnh mẽ, tiêu y xài tự nhiên. Ngược lại, Á Nhĩ Man ở Nam Mỹ, chính là võ phu thô bỉ. Y Tiểu Anh, cô lập được công lớn rồi. Trương Trấn lúc này cũng mừng rỡ, những bức ảnh cô chụp trước đó, tôi tin ỷ tường, rất ít người sẽ lấy góc độ của Sở Trần và cô gái trước mắt này để chụp. Cục diện chiến đấu trước mắt, cho dù là người bình thường cũng có thể dễ dàng nhìn ra, Á Nhĩ Mạn gào khóc kêu to, điên cuồng công kích, đã sớm loạn bố cục, mà Nam Cung Quân giống như sân vắng tàn bộ, ngẫu nhiên xuất quyền, liền đánh lui Á Nhĩ Mạn. Ninh Cao cận chiến Nam Mỹ, chỉ có vậy thôi. Ánh mắt Tống Thu toát ra hoài nghi thật sâu. Đột nhiên, thân ảnh Nam Cung Quân đột nhiên khẽ động, một quyền đánh vào ngực Á Nhĩ Mạn, kình đạo liên tiếp cuồng dũng dâng ra, trùng kích phòng ngự của Á Nhĩ Mạn. Cùng lúc đó, Nam Cung Quân thuận thế nhảy lên cao, xoay tròn một ý cước, oanh đánh vào cổ Á Nhĩ Mạn. Àm, hai chân Á Nhĩ Mạn trực tiếp mềm nhũn, ầm quỳ xuống đất. Sức mạnh lớn đến nỗi ngay cả sàn nhà cũng xuất hiện vết nứt. Thân ảnh Nam Cung Quân trong suốt rơi xuống đất, khí định thần nhàn, thản nhiên nhìn Á Nhĩ Mạn một cái, đánh thua cũng không cần quỳ xuống nhận sàn. Y Tống Thu sửng sốt một chút, chợt cười ha y ha. Cả hội trường đều chấn động, y năm đại cao thủ Nam Mỹ, thế tới hùng hổ, kết quả, Á Nhĩ Mạn đầu tiên xuất chiến, liền bị đánh bại một cách nhục nhã. Cô ấy tên là Nam Cung Quân, là sư phụ của Sở Trần. Khó trách Sở Trần trong khoảng thời gian này, ở quyền giới có thể nhắc lên sóng to gì ó lởn, sư phụ của hắn, không phải phàm nhân a. Cô ấy là tiên tử. Tôi đột nhiên nghĩ về đến khả năng, phái đoàn Nam Mỹ tạo thế 10 phần, năm đại cao thủ đỉnh phong, đến Dương Thành, sẽ không, ngay cả sân bay cũng chạy không thoát. Triệu Phương Tuyền khuôn mặt trầm thấp, Vệ Thu Căn thần sắc rung động, Diệp Yên nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người, đều đang nhìn chằm chằm Nam Cung Quân đánh bại Á Nhĩ Mạn. Á Nhĩ Mạn nhục nhã quỳ xuống, khiến khí thế phái đoàn Nam Mỹ tạo ra, không còn sót lại chút gì. Sư phụ Ma Luân, lúc này, Triệu Thiên Hạo cũng có chút hoảng hốt, Lai Đặc Mã Luân khẽ nhíu mày, lập tức chậm rãi nói, Á Nhĩ Mạn tên mãng phu thô bỉ này, quả thực mất hết thể diện của quyền giới Nam Mỹ. Người phụ nữ Phương Hai Triệu Thiên Hạo nghe thấy những lời này một của Lai Đặc Mã Luân, trái tim bất an hơi bình tĩnh một chút, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Quân, tràn ngập kiêng kỵ. Người khác có lẽ không biết Á Nhĩ Mạn cường đại cỡ nào, nhưng Triệu Thiên Hạo rất rõ, gần 5 năm qua, toàn bộ giới nhu thuật Nam Mỹ, không có ai có thể sánh vai với Á Nhĩ Mạn. Phàm là có Á Nhĩ Mạn tham gia thi đấu nhu thuật, người khác đều chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ hai. Nhưng Triệu Thiên Hạo nhớ lại hình ảnh chiến đấu vừa rồi, ở trước mặt người phụ nữ đông thần bí mà cường đại này, Á Nhĩ Mạn ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Thân hình khổng lồ như quái vật bị đối phương đánh cho không hề có lực chống đỡ, trở thành một mụ tiêu sổng. Sư phụ Sở Trần, thật đáng sợ. Một tiếng kêu thảm thiết khiến tất cả mọi người bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Hai tay Á Nhĩ Mạn chống trên mặt đất, hắn liều mạng muốn đứng lên, thế nhưng, đầu gối thử hơi nhúc nhích. Dĩ nhiên truyền đến đau nhức dữ dội, khiến hắn run rẩy, không cách nào phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo cực kỳ sợ hãi nhìn Nam Cung Quân. Đời này hắn chưa từng gặp qua loại đối thủ có thể làm hắn tuyệt vọng này, nhu thuật Nam Mỹ hắn vẫn tự hào, không chịu nổi một kích như thế. Á Nhĩ Mạn ngã xuống đất, hắn đứng không nổi, cũng không muốn quỳ nữa, chỉ có thể thuận thế nằm trên mặt đất. Các thành viên của phái đoàn Nam Mỹ đi cùng ngay lập tức có người xông lên. Nâng Á Nhĩ Mạn dậy. Nam Cung Quân chiến thắng trận đầu tiên. Một màn này, làm cho không ít người ở đây hưng phấn hẳn lên. Ngoại trừ một số ít người nghiêng về giới quyền Anh Nam Mỹ, đại đa số mọi người ít nhiều có chút phản cảm với những chuyện mà phái đoàn Nam Mỹ hôm nay rêu rao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi nhìn thấy Sở Trần cùng Nam Cung Quân xuất hiện ở sân bay, ngán chặn năm đại cao thủ Nam Mỹ, rất nhiều người trong lòng đều toát mồ hôi lạnh. Nhất là cảnh Nam Cung Quân một mình đối mặt với Á Nhĩ Mạn, trước khi động thủ, trong mắt người khác, đây căn bản không phải là một va chạm cấp độ nặng nề. Kết quả, Nam Cung Quân dễ dàng giành chiến thắng. Thần tiên tỷ tỷ cố lên. Tại hiện trường có người hô to sau lưng Tống Thu. Theo bọn họ thấy, lúc này Nam Cung Quân chính là tồn tại như Đông Phương Thiên Nữ. Lai Đặc Mã Luân chậm rãi cất bước đi ra ngoài, khí thế bức người. Hiện trường dần dần im lặng. Lai Đặc Mã Luân, danh tiếng trong giới quyền Anh Nam Mỹ, còn vượt xa Á Nhĩ Mạn, môn hạ đệ tử trải rộng khắp Nam Mỹ thậm chí cả thế giới, tuyệt đối là quyền vương cấp bậc thế giới. Tất cả mọi người đều nín thờ,
Nếu như nói Á Nhĩ Mạn là thạch thử đao của Nam Cung Quân, vậy thì, Lai Đặc Mã Luân mới là khiêu chiến thật sự của Nam Cung Quân hỏng nay. Anh rể, anh cho em kịch thấu một chút, thực lực thần tiên tỷ tỷ đến cuối cùng ở cấp độ nào. Tống Thu lúc này có loại cảm giác chán chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn bóng dáng Lai Đắc Mã Luân từng bước đi về phía Nam Cung Quân, trong lòng Tống Thu có loại cảm giác áp bách khó hiểu. Sở Trần cũng nhận ra, trên người Lai Đắc Mã Luân tựa hồ cũng mơ hồ phát ra một cỗ, thế, nhưng mà, anh không có cách nào hoàn toàn khống chế, trực tiếp tràn ngập xung quanh. Chỉ dựa vào điểm này, anh liền kém xa không bằng Quân tỷ tỷ. Nếu như 5 người bọn họ cùng nhau lên, có lẽ có thể mang đến cho Quân tỷ tỷ một hai chút phiền toái. Về phần hiện tại, Sở Chân Y thần sắc thoải mái, không bị khí thế của Lai Y Đặc Mã Luân ảnh hưởng, Quân tỷ tỷ có y thể dễ dàng đánh bại từng người bọn họ. Nghe vậy, trong lòng Tống Thu chấn động, y ánh mắt không tự chủ được xẹt qua mừng y rỡ. Lai Đặc Mã Luân đi về phía Nam Cung Quân, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm. Nam Cung Quân, khí thế trên người phóng thích ra ngoài, sắc bén bá đạo. Lai Đặc Mã Luân cũng gần đây mới nhận ra sự tồn tại của thế, công phu quyền cước của hắn đã xóm ra tới trình độ tổng sư đỉnh phong, một chiêu cảm ngộ, làm cho Lai Đặc Mã Luân mừng rỡ như điên, tuy rằng hắn còn chưa có cách nào vận dụng đầy đủ đến, thế, này, nhưng mà, Lai Đặc Mã Luân tin tưởng, đó tuyệt đối là một cảnh giới cấp độ hoàn toàn mới của quyền giới. Người ngoài không biết chính là, trước khi y đi tới Dương Thành, Lai Đặc Mã Luân cũng y đã luận bàn với Á Nhĩ Mạn. Dưới thế áp y bách của hắn, Á Nhĩ Mạn phát huy không y ra 7 phần thực lực, vừa ra tay đã bị áp y chế chặt chẽ. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Á Nhĩ Mạn bại dưới Nam Cung Quân, Lai Đặc Mã Luân vẫn tự tin như trước. Lai Đặc Mã Luân rất chờ mong, khi thế sao của hắn vận chuyển đến xuất thần nhập hóa, sẽ kinh diễm cả thế giới như thế nào. Nhưng mà giờ phút này, làm cho Lai Đặc Mã Luân thoáng ngoài ý muốn chính là, người phụ nữ áo choàng đối diện dĩ nhiên không chút nào ảnh hưởng. Thế, của hắn, khí thế hào hùng bá đạo kia, ở trước mặt người phụ nữ áo trắng, tựa như không thấy tăm hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tảm hơi. Thật không hổ là cao thủ võ thuật Trung Quốc có thể đánh bại Á Nhĩ Mạn, lại có thể ngăn trở thế của ta. Lai Đặc Mã Luân tự nhủ, Nam Cung Quân cũng nghe khỏng hiểu, nếu cô biết Lai Đặc Mã Luân lại cố gắng dũng, thế, lúc này mới chạm vào ngưỡng cửa khí thức cảnh để nghiền ép cô, Nam Cung Quân tuyệt đối thấy buồn cười. Lai Đặc Mã Luân giải là đang múa rìu qua mắt thợ, chốc của A Quan Công đùa giỡn. Lai Đặc Mã Luân bước lén, thiết quyền sắc bén tựa như đánh vỡ không khí, vọt về phía Nam Cung Quân, ta ngược lại muốn xem. Bát cực quyền của ngươi có thể ngăn trở thiết quyền của ta hay không? Thiết quyền, quyền như chữ, thế mạnh mẽ nặng nề, cứng rắn như sắt thép, một quyền đánh ra, làm cho người ta có một loại cảm giác phảng phất có thể sụp đổ kim toái thạch. Hiện nay trên đời, ai có thể chính diện ngăn cản một quyền của Mã Luân sư phụ ý chỉ ệu thiên hạo tự tin khôi phục, kích động hô to. Nghe đồn, kết quả khoa học khảo nghiệm qua, một quyền sắt của sư phụ Mã Luân, uy lực tương đương với một chiếc xe tải trỏ, hàng tốc độ va chạm 80. Tôi nghe nói một quyền Mã Luân sư phụ, có thể đánh bẻ một chiếc xe tải trỏ, hàng đang đến chốc mặt. Tôi nghe nói Mã Luân sư phụ có thể một quyền đánh bạo địa cầu, chỉ là hắn không muốn. Lo lắng địa cầu nổ tung thân thể của hắn không có chỗ đặt. Sư phụ Mã Luân là siêu cấp người Saiyan. Mọi người nhìn chằm chằm Nam Cung Quân, dưới sự trùng kích của thiết quyền, Nam Cung Quân giống như đang ở trong vòng xoáy phong bạo. Bát cực quyền, đánh hắn. Tống Thu vung nắm đấm. Trung Định Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, ống kính thủy chung nhắm thẳng vào Nam Cung Quân. Mắt thấy thiết quyền phảng phất đủ rể long trời lở đất sắp đánh trúng Nam Cung Quân. Thân ảnh Nam Cung Quân đột nhiên mềm mại chớp động, đồng thời vung tay ảo, áo trắng phiêu giật, ống tay áo phát phát, tốc độ ánh sáng, dĩ nhiên tháo thiết quyền kình lực của Lai Đặc Mã Luân xuống. Thân hình Lai Đặc Mã Luân vọt quá mạnh, sau khi vọt về phía trước vài bước, mới ổn định bước chân, quay đầu NSLN về phía Nam Cung Quân, thần sắc toát ra không thể tin được. Thiết quyền khí thế hàng hùng như thế, như sấm đánh tới, cuối cùng lại bị ống tay áo của Nam Cung Quân hóa giải. Tống Thu lau mắt mình một chút, có chút không thể tin được một màn mình nhìn thấy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thần tiên tỷ tỷ vung tay áo lên, liền hỏa giải thiết quyền công kích của Lai Đặc Mã Luân. Đây không phải bát cực quyền cô ấy vừa sử dụng. Có người kinh hô, là một loại võ thuật cổ khác của Trung Quốc. Chẳng lẽ là Lưu Vân Phi tụ công trong truyền thuyết? Trong mắt Cung Thường Hồng mở to, nội tâm chấn động động vô cùng, cửu huyền môn, không chỉ là thiên hạ đệ nhất kỳ môn. Mà còn hội tụ võ thuật các nhà trong giới võ giả, Lưu Vân Phi tụ công,
nếu không phải ở trong tay cô gái Nam Cung thi triển ra, ta đều cho rằng đã thất truyền. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, khi thiết quyền của Lai Giặc Mã Luân, chú y trọng là thế, mãnh, cương, mạnh. Một hơi y võ thuật, thiết quyền dày đặc, phô thiên cái y địa. Tuy nhiên, lần này, tất cả mọi người đã nhìn thấy rõ ràng. Nam Cung Quân bộ pháp nhẹ nhàng, phất tay áo mà động, phiêu giật tự nhiên, ống tay áo như mây trôi, lơ lửng không cố định, đồng thời hóa giải thiết quyền, ẩn chứa sát khí, không chỉ là khéo léo giảm bó lực, còn có thủ đoạn công kích của phi thụ. Vừa rồi Á Nhĩ Mạn kia cố gắng dùng nhu thuật Nam Mỹ dùng sự mềm mại ở e chinh phục sức mạnh, đối phó bát cực quyền của quân tỷ tỷ. Khuôn mặt Sở Trần hiện lén một nụ cười, thản nhiên nói, hiện tại quân tỷ tỷ dùng ống tay áo ngăn thiết quyền, đó mới là dùng sự mềm mại để chinh phục sức mạnh thật sự. Ống tay áo chắn thiết quyền, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có ai tin tưởng. Ánh mắt Tống Thu tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái, thần tiên tỷ tỷ. Uy Dương quyền quán, đám người Triệu Phương Tuyền đều đang nhìn chằm chằm màn hình di động, giờ khắc này, toàn bộ Uy Dương quyền quán, hoàn toàn an tĩnh lại. Làm sao nhìn thấy, Lai Đặc Mã quyền giống như một con ruồi mù bị trêu chọc. Có người theo bản nàng thì thầm, người tới thật sự là cường giả đỉnh phong y Nam Mỹ sao? Làm sao, có vẻ hơi yếu. Y Vệ Thu Căn thần sắc trầm xuống, câm miệng. Nhưng mà, khi tầm mắt Vệ Thu Căn lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, khẽ thở ra một hơi, hạ thấp thanh âm phân, phó, trước tiên tháo biểu ngữ treo ở cửa xuống. Uy Dương quyền quán, không thể để mất thể diện này. Sắc mặt Triệu Phương Tuyền càng tối hơn, bắt đầu từ buổi gặp mặt truyền thông, hắn trắng trợn tuyên dương, phô thiên cái địa tạo thế, chỉ chờ năm giải cao thủ đến thiền thành, thời khắc cường thế vô địch. Lấy Dương Thành làm điểm khởi đầu, ở Trung Quốc nói lên một cơn bão Nam Mỹ. Giấc mơ thật đẹp, nhưng kết quả, quá tàn y nhẫn. Nam đại cao thủ Nam Mỹ đã xuất hiện đã phải đối mặt với nguy cơ ngay cả sân bay Dương Thành cũng không đi ra được. Y nhất định phải thắng. Triệu Phương Tuyền âm thầm nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Xèo, 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 Lưu Vân phi thụ, phiêu giật như gió. Lai Đặc Mã Luân càng chiến đấu càng kinh hãi. Trong mắt người bẽn ngoài, Nam Cung Quân chỉ dùng ống tay áo đối phó thiết quyền của hắn. Thế nhưng, trong lòng Lai Đặc Mã Luân rõ ràng, uy lực của ống tay áo Nam Cung Quân nhẹ nhàng, không hề dưới thiết quyền của hắn. Thậm chí, còn hơn cả. Rốt cục, sau khi lại cùng nhau bị ép lui về phía sau mấy bước, Lai Đặc Mã Luân khẽ quát một tiếng, các người không cần quan sát, cùng nhau lên, nếu không, chúng ta ai cũng không thắng được người phụ nữ Trung Quốc này. Tống Thu sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, hắn đang nói cái gì vậy? Lúc này, ba đại cường giả phía sau Lai Đặc Mã Luân đồng thời khởi động, nhanh chóng hình thành vòng vảy, đồng loạt cõng kích Nam Cung Quân. Tống Thu vừa nhìn, nhất thời ngộ ra, vui vẻ lên, vừa rồi hắn nhất định là đang nói, mẹ nó, cứu ta. Không thể buông tha dũng giả thắng, đừng kinh sọ, lên cùng nhau. Phía sau Tống Thu không ít người nghe thấy, phiên dịch, của hắn, nhịn không được y cũng cười ra tiếng. Y tôi cảm thấy hắn nên nói rằng máy bay sẽ sớm cất cánh, mọi người chuẩn bị, không thể đánh bại chúng ta sẽ rút lui. Ha ha ha, xin giao tiếng bằng ngôn ngữ Trung Quốc. Năm cao thủ đại đỉnh phong Nam Mỹ A, còn chưa ra khỏi sân bay đã bị chặn lại, hiện tại dĩ nhiên còn vô sỉ đến 4-1. Tôi cảm giác thần tiên tỷ tỷ có thể diệt đội. Nghe các người nói, tôi đột nhiên cảm giác thần tiên tỷ tỷ giống như một khẩu súng thép ở sân bay. Đám người nói xong, đột nhiên phát ra âm thanh kinh hô. Tứ đại cao thủ đại diện cho chiến lực Nam Mỹ đỉnh phong đã tập hợp lại với nhau, đồng thời thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, muốn dùng thế lôi đỉnh đánh bại Nam Cung Quân. Đến tình trạng này, không ai sẽ nghĩ đến việc chiến đấu một mình nữa, chỉ cần có thể đánh bại Nam Cung Quân, tìm lại thể diện cho quyền giới Nam Mỹ, vậy là đủ rồi. Tống Thu nín thở, nhìn Nam Cung Quân đã bị vây quanh, Lưu Vân phi tụ công của quán tỷ tỷ, có thể lấy một địch bốn hay không? Sở Trần khẽ cười, quân tỷ tỷ hiện tại thi triển ra, cũng không phải Lưu Vân phi tụ công. Lúc này, mọi người lại nhìn ra, Nam Cung Quân dùng một bộ trưởng, pháp hoàn toàn mõ y đối kháng tứ đại cao thủ, áo trắng vẫn chói mắt như trước, đối mặt với thế tiến công vô cùng mãnh liệt, và áo phiêu phiêu, thân pháp tiêu dao. Y đây là loại công phu gì? Ngay cả Cung Thường Hồng cũng nhìn không ra, ánh mắt y mang theo chấn động. Thanh niên Tiểu Du hoàn toàn ngây dại. Tôi cảm giác thân hình cô gái Nam Cung phảng phất trực tiếp bay lên, theo gió mà động. Cô ấy có thực sự là một vị thần sao? Không chỉ có thanh niên Tiểu Du có cảm giác như vậy,
những người còn lại cũng đều chú ý tới. Nam Cung Quân bước chân tự nhiên, thân ảnh theo gió mà lên, giống dạo chơi nhân gian, ngẫu nhiên xoát trưởng, lại càng tiêu sái tự nhiên, ngọc thủ tinh tế, một trưởng lực, nhìn như nhẹ nhàng phiêu phiêu, lại mang đến cho đám người Lai Đặc Mã Luân một loại cảm giác đặt mình vào sóng to gió lớn. Đây lại là võ thuật Trung Quốc mà ta chưa từng tiếp xúc qua. Hoài Đặc Tạp Nhĩ Vãn kinh hô thành tiếng, ánh mắt toát ra chấn động mãnh liệt. Võ thuật Trung Quốc, quá kinh khủng. Bốn người đồng thời có loại cảm giác cực kỳ mình nhỏ bé dâng lên trong lòng. Cho dù lã toàn lực trùng kích, cũng không cách nào chống lại. Tống Thu Hận không thể banh mắt mình đến chán, nhìn Nam Cung Quân dần dần chiếm cứ thế thượng phong chiến đấu. Nếu như nói Bát Cực Quyền đại diện cho võ kinh, Lưu Vân Phi Tụ đại diện cho phiêu giật, như vậy. Bộ trường pháp này, hoàn toàn phóng thích ra một cỗ cảm giác đại khi bàng bạc. Ánh mắt Tống Thu nóng bỏng kích động, hắn quá thích trường pháp này. Dưới sự vây quanh của kẻ địch, tiêu sái tự nhiên, muốn làm gì thì làm, giống như đùa giỡn kẻ địch, nhàn nhã tản bộ, lai làm cho người ta không thể làm gì được. Anh rể, đây là trường pháp gì? Tống Thu nhịn không được hỏi. Không ít người bên cạnh cũng theo bản năng dựng thẳng lỗ tan lèn. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, trường pháp thần kỳ như vậy, chưa từng nghe thầy. Đây mới là võ thuật cổ Trung Quốc thật sự. Khẩu quyết trường pháp này, kỳ thật, chúng ta đều đã học qua. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười. Nghe vậy, Tống Thu sửng sốt, thần sắc nghi hoặc, em cũng học qua. Sở Trần gật đầu, ví dụ như, bảng chi di chuyển tới Nam Minh Giã, thủy đánh 3.000 dặm, người lắc lư lên 9 vạn dặm, những người tới nghỉ 6 tháng. Sau khi Sở Trần nói xong, Thu càng thêm mơ hồ. Ánh mắt Tống Thu, nghe có chút quen thuộc, nhưng em đã học chưa? Học lười biếng, khóe miệng Sở Trần khẽ giật giật. Lúc này, một người một mực nghe lén hai người rối thoại đồ ồn nhiên thốt ra, đây là Tiêu Diêu Du, của Trang Tử. Tống Thu sửng sốt, một bài, Tiêu Diêu Du, còn trở thành khẩu quyết luyện công của bộ trưởng pháp kỳ náy. Cái này gọi là Tiêu Diêu Du trường pháp, Sở Trần nói, cũng có thong dong trời đất, giao chơi nhân gian. Tống Thu sáu họ cúi đầu, Sở Trần vỗ vỗ bả vai hắn, biết tầm quan trọng của việc đọc rồi chứ. Đọc sách không tốt, cậu thẩm CSL không có lư cách rẻ tìm hiểu trường pháp yêu thích của mình. Tiêu Diêu Du trường pháp, ánh mắt mọi người nhìn Nam Cung Quân, trong đầu có người hồi tưởng lại văn tự Tiêu Diêu Du, ngược lại từ trên người Nam Cung Quân cảm nhận được vài phần thần vận tiêu giao kia. Tiêu Diêu Du trưởng pháp chiêu thức không hạn chế một kiểu, chú trọng tùy tâm sở dục. Sở Trần nói, kỳ thật, những thứ võ thuật này, đều là thời điểm quân tỷ tỷ bình thường nhàn rỗi nhàm chán chơi một chút mà thôi. Lai Đặc Mã Luân bị một trường đánh bay, ngã trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi tràn ra, bên tai vừa vặn lại nghe thấy những lời này của Sở Trần, ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Triệu Thiên Hạo, Triệu Thiên Hạo do dự một chút, vẫn là phiên dịch thành thật. Lai Đặc Mã Luân nhổ ra một mũi tên đẫm máu. Đây chỉ là võ thuật thời gian nhàm chán. Những lời này lực sát thương không lớn, nhưng tính vũ nhục quá cao. Giết người là được rồi, vậy mà còn tâm trừng trị. Lai Đặc Mã Luân gầm gừ một tiếng, nhảy lên, trên người lại bộc phát ra một cỗ sức mạnh, nhào về phía Nam Cung Quân. Nam Cung Quân tiêu sái phất một cái, ị đành bật ngờ một trường, lại một lần nữa đánh bay Lai Đặc Mã Luân. Trận chiến kế tiếp càng thêm không hề hồi hộp. Chỉ cần không đến 5 phút nữa, năm đại cao thủ Nam Mỹ, không có ai còn có thể đứng lên. Nam Cung Quân vừa vặn đứng ở giữa năm người ngã xuống đất, chắp tay mà đứng, áo trắng phiêu phiêu, không nhiễm một hạt bụi. Trung Định Anh nhanh chóng dừng hình ảnh lại, vô cùng kích động. Thắng rồi, anh Trương, anh có thấy không? Cái gọi là bữa tiệc Nam Mỹ, kết quả, dĩ nhiên trở thành một trò đùa, theo tôi nói, đây là một bữa tiệc võ thuật cổ Trung Quốc. Trung Định Anh phấn chấn nói, từ Bát Cực Quyền đến Lưu Vân Phi Tụ Công, cuối cùng bộ trưởng pháp Tiêu Diêu Du đại khí bàng bạc, thể hiện đầy đủ nội tình công phu của võ thuật cổ Trung Quốc. Thần tiên tỷ tỷ đã dạy cho những cái gọi là cận chiến đỉnh cao Nam Mỹ này một tiết võ y thuật cổ Trung Quốc. Tôi đột nhiên muốn xem biểu hiện của phái đoàn Nam Mỹ tại Huy Dương Quyền Quán sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh này. Rầm rộ sôi nổi như vậy đánh tới, kết quả phát hiện mình chỉ là một tia yêu dội bằng đồng. Thần tiên tỷ tỷ quả nhiên diệt đội, y ha ha ha, nam đại cao thủ, khí thế hùng hổ muốn khi dễ Sở Trần, không nghĩ tới bị y sư phụ Sở Trần mội mình thu thập. Y đù âng nói nhầm, tôi trước tẽn trở về đọc thuộc lòng Tiêu Diêu Du. Sở Trần cắt bước đi lên, ánh mắt nhìn về, phía Triệu Thiên Hạo, híp cười mở miệng, có muốn ở sản bay trần chuồng chạy một vòng không? Nghe vậy,
Sắc mặt Triệu Thiên Hạo đại bị ến, lao đao lui về phía sau vài bước, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Đánh chết cũng không dám tin, năm đại cao thủ Nam Mỹ, cử như vậy bại. Triệu Thiên Hạo lần đầu tiên trong đời sinh ra hoài nghi về thuật cận chiến Nam Mỹ, cứ như vậy, không chịu nổi một kích. Triệu Thiên Hạo sắc mặt tải nhợt đến cực hạn, tự mình kiểm tra một chút, chuyến bay nhanh nhất, để cho bọn họ đều trở về đi. Ánh mắt Sở Trần lạnh lùng, Triệu Thiên Hạo luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đặt vé, cuộc đời Sở Trần đột nhiên hối hận, muốn hắn chằn chuồng chạy ra sân bay. Đừng bao giờ thách thức võ thuật Trung Quốc. Ánh mắt Sở Trần liếc mắt nhìn nam đại cao thủ, giả chết, trên mặt đất, lười để ý tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh càng ngày càng nhiều người, Quân tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nam Cung Quân gật đầu, nhưng mà, lúc vừa muốn đi ra ngoài, trong lúc bất chợt đám người đi tới phía bọn họ. Y tiền bối, tiền bối, Trung Định Anh xông lên phía trước, tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không? Y Nam Cung Quân nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn Sở Trần. Sở Trần cùng Tống Thu đứng ở phía trước, bảo vệ Nam Cung Quân ở phía sau, mọi người xin nhường một chút. Tôi chỉ có một câu hỏi, Trung Định Anh lớn tiếng hỏi, xin hỏi, cái gì mới là võ thuật Trung Quốc thật sự? Võ thuật, đừng nói nhảm, chúng tôi không biết võ thuật gì. Sở Trần lôi kéo tay Nam Cung Quân, thi triển càn khôn bộ, thân ảnh hai người giống như quỷ mị vừa động, dĩ nhiên là xuyên qua đám người, đi về phía xa xa. Chỉ còn lại một mình Tống Thu ngẩn y người. Mọi người vây quanh Tống Thu. Tống Thu vẻ mặt buồn bã, tôi thật sự không biết võ thuật a. Tôi chỉ là đệ tử quyền quán bình thường mà thôi. Tiêu Diêu Du, của Trang Tử, lão tử cũng không biết a. Sân bay Dương Thành, một mảnh hỗn loạn. Không ai biết Sở Trần và Nam Cung Quân đi đâu, đông đảo phóng viên chỉ có thể vây quanh Tống Thu. Tống Thu không thể làm gì được, dứt khoát đọc Tiêu Diêu Du, trước mặt mọi người, đương nhiên. Là dùng điện thoại di động tìm kiếm toàn bộ bài viết của Tiêu Diêu Du. Tuy nhiên, chẽn mạng, tin tức trực tiếp nổ ra. Võ thuật cổ Trung Quốc mạnh mẽ đánh bại thuật cận chiến Nam Mỹ. Người phụ nữ phương Đông thần bí cho thế giới thấy cái gì mới là võ thuật Trung Quốc thật sự. Tiêu Diêu Du trường pháp, kinh diễm thiên hạ. Video live stream đã sớm bị người ta ghi lại, lan truyền toàn bộ mạng. Mỗi người nhìn thấy video đều chấn động không gì sánh được. Sư phụ Sở Trần, đến tột cùng là nhân vật thần tiên gì a? Mặc niệm 3 giây cho phái đoàn Nam Mỹ. Khó trách Sở Trần có thể trở thành tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử tỉnh Quảng Đông, danh sư xuất cao đồ. Dương Thành chấn động, toàn bộ mạng chấn động, bởi vì Triệu Phương Tuyền thông báo trắng trợn, người chú ý đến chuyện này thật sự quá nhiều. Khi tư liệu của năm cao thủ Nam Mỹ bị lộ ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hùng hồ của phái đoàn Nam Mỹ. Như Triệu Phương Tuyền đã nói, bọn họ sẽ tạo ra một bữa tiệc Nam Mỹ ở Dương Thành. Sấm sét cuồn cuộn mà đến, cuối cùng rơi một giọt mưa, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi bữa tiệc Nam Mỹ này dừng lại ở sân bay Dương Thành, trực tiếp bị bóp nghẹt trong y trứng nước. Y năm cao thủ Nam Mỹ, được mang lên máy bay. Y Triệu Phương Tuyền đâu? Tôi muốn biết suy nghĩ của Triệu Phương Tuyền lúc này. Triệu Phương Tuyền, Sở Trần không nói Vũ Đức, ta mời tới là võ phu thô bỉ. Hắn mời tới là thần tiên. Mạng nóng bỏng nổ tung. Đám người điên cuồng xuất hiện ở Uy Dương quyền quán. Biểu ngữ trước cửa Uy Dương quyền quán sớm đã biến mất không để lại dấu vết. Cửa chính Uy Dương quyền quán không kịp đóng lại. Đã bị đám người tò mò xông vào. Nhưng mà, Triệu Phương Tuyền đã sớm thấy thế không ổn. Rời khỏi Uy Dương quyền quán. Thì ánh mắt đông đảo chỉ có thể tập trung vào y chén người chủ quán vệ thu căn của Uy Dương quyền quán. Y xin hỏi vệ quán chủ. Điều gì khiến anh quyết định xây dựng lôi đài đấu thuật Nam Y Mỹ đối đầu với võ thuật Trung Quốc tại Uy Dương quyền quán? Có mù quáng không? Nghe nói vệ quán chủ cùng Sở Trần có thù, không biết có tính toán khiêu chiến Sở Trần hay không? Vệ quán chủ là tông sư quyền giới nổi tiếng Dong Thành, có thể bình luận một chút về trận chiến vừa xảy ra ở sân bay hay không? Trong nội dung giảng dạy của Uy Dương quyền quán, có Tiêu Giao Du trường pháp không? Khuôn mặt vệ thu căn đen như than đen. Vấn đề này từng người một, tất cả đều là vấn đề gì? Vệ thu càn á khẩu không nói nên lời. Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi khó chịu, xin lỗi không tiếp chuyện được. Vệ thu căn vội vàng để lại một câu, dưới sự yểm hộ của các đệ tử Huy Dương quyền quán, chật vật rời đi. Vốn định mượn cơ hội năm đại cao thủ đỉnh phong Nam Mỹ khiêu chiến võ thuật cổ Trung Quốc, tạo uy phong cho Huy Dương quyền quán, hiện tại Huy Dương quyền quán quả thật dắt được chú ý. Nhưng mà, đều là đang xem trò cười của Uy Dương quyền quán. Về đến nhà,
sắc mặt Vệ Thu Căn âm trầm đến cực hạn. Chuông điện thoại đặt trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Y Vệ Thu Căn theo bản năng nhướng mày, hắn không đi nghe điện thoại. Lúc này gọi điện thoại tới, tuyệt đại đa số khả năng chính là chào phúng hắn một trận. Trong căn phòng trống rỗng, sau khi chuông reo hai lần, dừng lại. 5 phút sau, chuông điện thoại di động lại vang lên. Vệ Thu Căn nhìn thoáng qua, lần này nhận, người gọi tới là Diệp Yên. Y cậu lớn, vừa rồi có phải có người gọi điện thoại cho cậu không nghe máy khỏng? Diệp Yên hỏi, là số Thiền Thành gọi tới. Vệ Thu Cán giật mình, nhìn thoáng qua điện thoại di động, gật đầu, không sai. Cậu lớn, cậu gọi lại đi, sẽ có bất ngờ. Diệp Yên mở miệng, bất ngờ, khuôn mặt Vệ Thu Căn cay đắng, cục diện trước mắt, hắn chỉ mong nhiệt độ nhanh chóng qua đi, cũng không dám hy vọng xa vời còn có kinh hỉ gì nữa. Chẳng lẽ võ sĩ Nam Mỹ còn có thể giết hồi mã thương? Nhưng, Vệ Thu Cản đối với Diệp Yên vẫn rất tín nhiệm, hắn thử gọi lại điện thoại. 10 phút sau, Vệ Thu Căn hai tay nắm chặt điện thoại, y ánh mắt hiện lên âm ngoan, Sở Trần, ngươi làm cho Uy Dương quyền quán của ta thành trò cười. Vậy thì, ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt. Bóng đêm buông xuống, trang web chính thức của tờ báo Mạng Dương Thành đã cập nhật nội dung của vấn đề mới nhất. Một bữa tiệc thuộc về võ thuật cổ Trung Quốc, toàn bộ mảng lớn, chi tiết những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Một vài hình ảnh, làm người ta kinh diễm. Sở Trần thật sự đẹp trai, cái gọi là năm đại cao thủ Nam Mỹ, hoàn toàn thành làm y nền. Y thần tiên tỷ tỷ, y mấy tấm ảnh mà phóng viên thời sự buổi tối Dương Thành chụp thật sự quá kinh diễm, cũng chỉ có ngay từ đầu chú ý đến. Sở Trần cùng với sư phụ hắn mới có thể chụp được ảnh ở góc độ như vậy. Đã lâu không chú ý tới thời sự buổi tối, Dương Thành, liền hướng về phía bài báo này, về sau nhất định phải xem thời sự buổi tối Dương Thành. Bộ phận công nghệ mạng của thời sự buổi tối đưa ông Thành. Nổ tung rồi, trang web chính thức của chúng ta chưa bao giờ có lượng truy cập lớn như vậy. Lời khen ngợi như, Thủy Chiêu. Số tiếp theo ước tính sẽ được in thêm không ít. Phòng biên tập, Trương Trấn, làm không tệ a. Tổng biên tập tán thường, lần này cậu lập được công lớn rồi. Không, người thực sự lập công là Tiểu Anh. Trương Chấn cười nói, tất cả ảnh đều do Tiểu Anh chụp. Bắt đầu từ ngày mai, Trung Định Anh là phóng viên chính thức của thời sự buổi tối Dương Thành. Cơn bão quét qua mọi nơi, mà lúc này, Sở Trần đã cùng Nam Cung Quân trở về Tống Gia. Ánh mắt mọi người Tống Gia nhìn Nam Cung Quân, so với lúc trước càng mang theo vài phần sùng bái. Tiên nữ tỷ tỷ nhìn mềm mại như nước. Lại thi triển võ thuật cổ Trung Quốc xuất thần nhập hóa, đánh một trận kinh thiên. Sau khi ăn cơm xong, Nam Cung Quân đi tới phòng Dương Tiểu Cẩn. Dương Tiểu Cẩn và Ninh Tử Mặc đã chờ từ lâu, thấy Nam Cung Quân đẩy cửa tiến vào, hai người đều lập tức khẩn trương đứng lên. Ánh mắt dừng ở trên người Nam Cung Quân. Trận chiến hôm nay, Nam Cung Quân bày ra công phu thần kỳ, làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng vào việc trị liệu vết thương mặt kế tiếp. Trần Trần, ngươi làm trợ lý của ta. Nghiền nát bột thuốc. Nam Cung Quán kiểm tra một chút dược liệu Ninh Tử Mặc chuẩn bị tới, hài lòng gật gật đầu, xem ra, ngươi cũng là phí không ít công phu, có thể trong thời gian ngắn như vậy gom được dược liệu chất lượng cao cấp như vậy, cũng không dễ dàng. Nam Cung Quân bắt đầu phân phó Sở Trần phụ trách một phần nghiền nát dược liệu, mình thì bắt đầu lựa chọn dược liệu, sau đó ngồi ở trước bàn, cầm lấy giấy bút viết lên. Ninh Tử Mặc nắm chặt tay Dương Tiểu Cẩn, ỏ, một bên chờ. Muốn triệt để trị vết thương trên mặt Dương Tiểu Cần, phải tiến hành đồng bộ trong uống ngoài thoa. Nam Cung Quân nói, ngoài ra, còn cần châm cứu kích thích tác dụng. Đây là phương pháp và quy trình sắc thuốc, người cầm lấy chịu trách nhiệm sắc thuốc. Nam Cung Quân giao giấy cho Ninh Tử Mặc, chú ý, mỗi một bước đều không thể so, sẩy. Ninh Tử Mặc thần sắc nghiêm trọng, nghiêm túc gật đầu. Mỗi từ được viết trên giấy, hắn đều nhớ chắc chắn. Sau khi Ninh Tử Mặc rời đi, Nam Cung Quân hướng Dương Tiểu Cẩn nói, về phòng trước, ta dùng châm cứu tiến hành trị liệu bước đầu tiên cho ngươi. Mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Sau khi châm cứu xong, nghỉ ngơi một hồi, Ninh Tử Mặc bưng thuốc đã sắc xong đến, cho Dương Thiếu Cẩn uống. Khâu quan trọng nhất của toàn bộ quá trình trị liệu chính là bôi ngoài, rất nhiều dược liệu phối hợp lại, được Nam Cung Quân phân tổng hợp thành một loại hỗn hợp thuốc đặc biệt. Khi thuốc bôi lên mặt Dương Tiểu Cẩn, Dương Tiểu Cẩn có loại cảm giác mát mẻ đã lâu không gặp, thân thể không cách nào kìm nén mà run lên. Từ sau khi mặt gặp phải cổ tổn thương, ngày thường truyền đến, đều là cảm giác nóng bỏng đau đớn, giống như lửa đốt, nhưng hiện tại, lại có loại cảm giác suối ngọt nhẹ nhàng chảy xuôi qua truyền đến,
Dương Tiểu Cần có loại cảm giác thoải mái chưa từng có. Dương Tiểu Cần âm thầm siết chặt góc ảo, cô cố gắng hết sức để bình tĩnh nội tâm mình, đôi khi, đáng sợ hơn thất vọng, là nhìn thấy sự thất vọng sau khi chờ đợi. Dương Tiểu Cần không dám có chút chờ y đợi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Sau khi thuốc màu xanh nhạt phủ đầy khuôn mặt Dương Tiểu Cần, Nam Cung Quân dùng bàng gạc màu trắng quẩn nhẹ. Lần đầu tiên, thay đổi thuốc 24 giờ một lần. Nam Cung Quân nói, về sau tùy tình ị huống, nghỉ ngơi thật tốt, Sở Trần cùng Nam Cung Quân rời đi, vừa đi ngang qua hồ Tống, một đạo thanh âm liền hô to vang lên. Thản Tiên tỷ tỷ, Tống Thu đi tới, kích động nhìn Nam Cung Quân, sau đó nhìn Sở Trần một cái, anh rể. Sở Trần liếc về phía Tống Thu, em vợ, đã thay đổi rồi. Tống Thu thần sắc cuồng nhiệt kích động, cầm điện thoại di động ở trước mặt Nam Cung Quân giơ lên, trận chiến sân bay. Khiến cho toàn bộ netizen bàn tán sôi nổi, có người khởi xướng bỏ phiếu, Phong Thần Tiên tỷ tỷ là nữ thần võ thuật cổ Trung Quốc, ngắn ngủi mấy giờ đã xông lên vị trí số 1. Nữ thần võ thuật cổ Trung Quốc, Sở Trần khẽ cười, Quân tỷ tỷ, tỷ hoàn xứng đáng. Nam Cung Quân ngược lại không thèm để ý, nếu như không phải đối phương hướng về phía Sở Trần mà đến, cô căn bản lười để ý tót có một tin tức khác. Tống Thu cười nói, hôm nay Thần Tiên tỷ tỷ bày ra thực lực cũng triệt để chấn động Tiền lão gia, ông ta cùng anh rể đối với đánh cược thua, vẫn giữ im lặng, không dám lên tiếng, tính toán lừa gạt qua cửa, mà tối nay, Tiền thị có tin tức truyền ra, Tiền lão gia sẽ chính thức xin lỗi anh rể. Lão đầu kia hôm nay phỏng chừng bị dọa choáng váng rồi. Chính thức xin lỗi, Sở Trần nhướng mày, chính thức như thế nào? Vậy em liền không biết, Tống Thu buông tay, tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Sát thương của anh đối với Tiền Lâu gia tử là Bắc Trần thành công phá hủy phòng một tuyến của Tiền thị, tiến vào thị trường dược phẩm của Thiền Thành. Về phần trò chơi giữa Quân tỷ tỷ cùng phái đoàn Nam Mỹ, căn bản không liên quan gì đến Tiền thị. Tiền lão gia tử không có khả năng bởi vì Quân tỷ tỷ bày ra thực lực mà bị trần trụ, hai bên là lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Sau khi đánh cược thất bại vẫn rũ, im lặng, đột nhiên phát ra tin đồn muốn chính thức xin lỗi, khóe miệng Sở Trần lao qua một tia đùa giỡn lạnh lùng. Chỉ sợ là trồn chúc tết gà, không có lòng tốt ra. Mặc kệ ông ta mưu toan gì, Tống Thu không để ý, tràn đầy tự tin, lúc trước anh rể một người đàn ông có thể chống lại vạn kẻ thù, hiện tại còn có Thần Tiên tỷ tỷ ở đây, mặc cho Tiền thị nhảy nhót như thế nào, cũng không thể tạo ra bất kỳ biến cố nào. Thực tế, Sở Trần cũng không có để Tiền thị ở trong mắt. Hoàng gia đã từng là gia tộc giàu có số một Thiền Thành, còn có phái Thanh Dương làm chỗ dựa. Kết quả còn không phải là tòa nhà bị sụp đổ, hiện giờ trở thành gia tộc dưới bậc 2 ở Thiền Thành. Bực tường đố mọi người đẩy. Điều này cũng chứng tỏ, những năm gần đây, hoàng gia ở Thiền Thành cũng không được lòng người. Trung tâm thương mại giống như một chiến trường. So với hoàng gia, thực lực của Tiền thị rõ ràng yếu đi rất nhiều, Tiền thị chỉ là ở lĩnh vực dược phẩm Thiền Thành có địa vị bá y chủ mà thôi. Hiện giờ có Bắc Trần trùng di ca kích, linh bảo dường mũ phản chiên, những gì ngày kế tiếp. Tiền thị sẽ khá hơn hoàng gia. Sở Trần trở về biệt thự, bận rộn một ngày, cuối cùng cũng có thể trở về. Sở Trần thần sắc hưng phấn, vui vẻ tắm rửa, sau đó chui vào chăn. Không lâu sau, cánh cửa tổ ám nhỏ được mở ra. Thần thái Tống Nhan có chút mệt mỏi, nhưng, giữa hai hàng lông mày không che giấu được vui mừng. Bắc Trần một bước lên trời. Ngày hôm nay, cô ở Bắc Trần phải xử lý quá nhiều chuyện, thế cho nên tảng ca rén bây giờ. Dày là rau dờn cùng vui vẻ, đương nhiên, càng nhiều là vui vẻ. Sở Trần sao còn chưa trở về? Tống Nhan nhìn thoáng qua phòng Sở Trần, không có người ở đây, theo bản năng nhíu mày một chút, nhưng, Tống Nhan cũng không nghĩ nhiều, cơn bão võ thuật cổ hôm nay bao trùm toàn thành phố, Tống Nhan đương nhiên cũng nghe nói. Tống Nhan tắm rửa xong, đẩy cửa phòng mình ra, thần sắc sừng sốt, một lúc lâu sau, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, mặt đỏ tai hồng. Tên Sở Trần kia, dĩ nhiên nằm ở trên giường của cô. Trong đầu Tống Nhan không tự chủ được hiện lên hình ảnh kiều diễm tối hôm qua, tim đột nhiên đập tàng. Ấm chản cho em rồi. Sở Trần cười tủm tỉm nháy mắt với Tống Nhan. Thời tiết không lạnh, Tống Nhan nhìn nụ cười xấu xa của Sở Trần, nội tâm nhịn không được hận một câu, nhưng bước chân lại không tự chủ được mà đi tới. Sở Trần ôm Tống Nhan, trễ như vậy mới trở về, chuyện của Bắc Trần rất nhiều. Tống Nhan nhu thuận gật gật đầu, nhưng, bận rộn xong mấy ngày nay phỏng chừng có thể thoải mái một chút. Vất vả rồi, Sở Trần hôn lên cái trán trắng nõn của Tống Nhan một cái, Tống Nhan trong nháy mắt có loại cảm giác bị điện giật, thân thể nhẹ nhàng cuộn minh một chút.
Gạch dưới 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 nào, ông Sớ xoa bóp cho em. Sở Trần xoay người, đè Tống Nhan ở dưới thân, mặt trời mới lên ở hướng đông. Trước bàn trang điểm, Tống Nhan trang điểm nhẹ nhàng, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, xuyên thấu qua gương nhìn Sở Trần còn đang ngủ say, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm kia, làm cho Tống Nhan vui mừng không thôi. Trong đầu Tống Nhan không tự chủ dược hiện lên vụ va chạm năm năm trước. Nhân duyên của cô, cứ như vậy không giải thích được định ra. Tống Nhan đứng lên, nhìn mình trong gương, cố lèn. Gạch dưới con ngươi Tống Nhan dương lên tự tin. Cô biết Sở Trần rất ưu tú, từ sau khi đầu óc Sở Trần tốt lên, Tống Nhan có loại cảm giác trên đời này bất cứ chuyện gì cũng không làm khó được Sở Trần. Cô cũng không muốn trở thành bình hoa bên cạnh Sở Trần. Có muốn kinh doanh tốt Bắc Trần, bởi vì Sở Trần từng nói qua, Sở Trần phụ trách dung mạo xinh đẹp như hoa, cô phụ trách kiểm tiền nuôi gia đình. Tống Nhan dậy sớm đi làm không lâu, Sở Trần cũng tỉnh lại, sau khi rửa mặt giống như thường ngày dọc theo Tống Hồ tản bộ. Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh Vi Côn, bên tai đột nhiên truyền đến Tiêu Diêu Du. Sở Trần giật mình, chợt cười tủm tỉm đi về phía vị trí cọc hoa mai. Trên cọc hoa mai, thiếu niên Tống Thu, cầm điện thoại di động, đang đọc Tiêu Diêu Du. Có thể tưởng tượng được, trận chiến sân bay hôm qua, Tiêu Diêu Du trưởng pháp của Nam Cung Quân, đối với Tống Thu trùng kích có bao nhiêu chấn động. Học thuộc lòng chưa? Sở Trần mở miệng, Tống Thu phục hồi tinh thần, nhất thời vẻ mặt buồn bã, cái này cũng quá khó. Tống Thu có thể dễ dàng ghi nhớ kỹ thuật công phu, thế nhưng, một bài Tiêu Diêu Du, khiến hắn bó tay. Ý gì? Ánh mắt Tống Thu sáng ngời, nhìn Sở Trần không chớp mắt, anh rể muốn nhắc nhở hẳn. Tống Thu chờ mong, tôi đọc bài báo, ngày hôm qua khi phóng viên hỏi, cậu không phải nói, trang tử Tiêu Giao Du, lão tử không biết. Sở Trần nói, vậy cậu có thể thử học thuộc lòng, đạo đức kinh của lão tử một chút à? Tống Thu u sầu muốn khóc, trong lòng mặc niệm, lão tử nói lão tử cũng không phải lâu từ anh nghĩ, nhưng hắn không dám nói ra. Sợ bị anh rể đánh cho lão tử hắn cũng không nhận ra hắn. Một lúc lâu sau, Tống Thu bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh rể, đừng nói giỡn nữa, em thật sự muốn học Tiêu Diêu Du trường pháp. Nói xong, Tống Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, thảm dò hỏi, thần tiên tỷ tỷ sẽ ở nhà chúng ta bao lâu? Cô ấy làm sao chịu dạy em Tiêu Giao Du trường pháp? Sau khi chữa khỏi cho Dương Tiểu Cản, quân tỷ tỷ hẳn là sẽ trở về. Sở Trần suy nghĩ một chút, đại khái còn cần 10 ngày. Về phần Tiêu Diêu Du trưởng pháp, với tư chất của cậu, sẽ làm quân tỷ tỷ tức chết, tỷ ấy sẽ không dạy cậu. Khóe miệng Tống Thu hung hăng co rút, thần sắc cũng không che giấu được một tia thất vọng. Nhưng, Tiêu Diêu Du trưởng pháp, tôi cũng biết. Sở Trần mỉm cười, cậu luyện võ thật tốt, cơ hội thành thục tôi có thể dạy cậu. Thật sao? Tống Thu kích động, cơ hội thành thục là khi nào? Chờ cho đến khi cậu học thuộc, đạo đức kinh. Sở Trần thuận miệng trả lời. Tống Thu ngạc nhiên. Hắn cảm thấy anh rể đang có lệ cho hắn. Đạo đức kinh, có liên quan gì đến Tiêu Giao Du trưởng pháp? Tống Thu sâu kín nhìn Sở Trần, hắn có ý kiến, nhưng lại không dám nhắc tới. Y dục tốc bật đạt, cậu còn chưa tới cấp độ có thể cảm ngộ Tiêu Diêu Du trưởng pháp. Sở Trần nói, đạo đức kinh, cũng là đạo lý giống nhau, cậu có biết hay không, tương truyền võ đương tông sư Tam Phong Đạo Tôn, chính là thời điểm cảm ngộ, đạo đức kinh, tự nghĩ ra thái cực. Ánh mắt Tống Thu mở to, ý của anh rể là, trong, đạo đức kinh, ấn chứa thái cực. Một trận gió thổi qua, gần cọc hoa mai, có bông liễu bay lên, Sở Trần dứt khoát nhảy lên, đứng ở trên cọc hoa mai. Tập trung suy nghĩ nín thở, bắt đầu thái cực, đạo khá đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa khởi nguồn, nổi danh thiên địa chi mẫu. Tống Thu ngơ ngác nhìn Sở Trần, động tác của Sở Trần, cực chậm, rất dễ dàng có thể nhìn ra. Đây chính là thái cực. Nhưng từng câu từng chữ kia ỏ, trong miệng Sở Trần nói ra, cho Tống Thu một loại cảm giác vừa huyền bí. Thái cực của Sở Trần, cùng thái cực hắn gặp qua, tựa hồ có chút không giống nhau. Đây mới là thái cực thật sự. Tống Thu đột nhiên có chút ngứa tay, hắn muốn tự mình đi chứng thực. Anh rể, tiếp chiêu. Tống Thu trong lòng vẫn có chút không tin, thái cực chậm gì gì như vậy, còn có thể vận dụng vào trong chiến đấu. Đạo sinh một, một sinh hai. Hai sinh ba, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi thiên địa bắt nhân lấy vạn vật làm chó săn, thánh nhân bất nhân lấy dân chúng làm chó săn. Tống Thu toàn lực ứng phó, dùng quyền lực mạnh nhất đánh về phía Sở Trần, kết quả lại trong nháy mắt bị giảm bớt lực,
thuận thế đánh bay, ngã xuống cọc hoa mai. Tống Thu đứng lên, trợn mắt há hốc mồm. Hắn rõ ràng cảm giác, động tác của Sở Trần vẫn như cũ rát chậm, thế nhưng, phòng ngự của anh tựa hồ không có bất kỳ một tia sơ hở nào. Quỷ dị thần kỳ, thái cực thật sự, cũng là võ thuật cổ thật sự. Sở Trần ngừng lại, bất luận là bát cực quyền, Lưu Vân Phi tụ công, Tiêu Diêu Du trưởng pháp, hoặc là thái cực, kỳ thật, ở Trung Quốc đều có không ít chuyện xưa về chúng, điều này cũng nói lẽn nội tình của võ thuật cổ Hoa Hạ. Sở Trần từ nhỏ lớn lẽn ở Cửu Huyền Môn, trong Cửu Huyền Môn thu thập số lượng lớn võ thuật cổ Trung Quốc, Sở Trần học không ít. Cậu chỉ là vừa mới dẫm lên ngưỡng cửa di võ giả Trung Quốc mà thôi, muốn chân chính tiếp xúc với giới võ giả, thám dò võ thuật cổ Trung Quốc, phải cố gắng gấp bội. Sở Trần hiếm khi nghiêm túc nhắc nhở Tống Thu một lần. Đôi mắt Tống Thu kích động, dùng sức gật đầu. Không lâu trước đây, hắn cho rằng mình luyện tập kỳ lân bộ pháp, cũng đã là một võ giả. Hai ngày nay, trước mắt Tống Thu xuất hiện thế giới võ thuật cổ thật sự. Tống Thu âm thầm nắm chặt hai đấm. Hắn nhất định phải thật sự tiến vào thế giới võ giả, khám phá huyền bí của võ thuật cổ. Vào buổi trưa, một chiếc xe công vụ xuất phát từ một khách sạn ở Dương Thành, đi thẳng đến sân bay. Bên trong xe, im lặng, Triệu Phương Tuyền, Triệu Thiên Hạo và ba thành viên phái đoàn Nam Mỹ. Thất bại thảm hại tại sân bay hôm qua, đã khiến giới quyền Anh Nam Mỹ trở thành một trò đùa. Năm đại cường giả đỉnh phong Nam Mỹ, bại bởi một người phụ nữ phương Đông. Võ thuật cổ Trung Quốc, kinh diễm cả thế giới. Tất cả những gì Triệu Phương Tuyền bày ra trước đó đều trở thành trò đùa lớn. Triệu Phương Tuyền trốn một ngày một đêm, rốt cục đợi đến khi Triệu Thiên Hạo đặt vé máy bay cho bọn họ. Nơi quỷ quái này, cả đời này ta cũng sẽ không trở lại nữa. Triệu Thiên Hạo có chút khó bình tĩnh, lúc xe đến gần sán bay, Triệu Thiên Hạo phần nộ gầm nhẹ một tẻng, y nắm tay siết chặt, trên trán có gân xanh bắt đầu khởi động. Đệ tử Triệu Phương Tuyền không chỉ có một mình hắn, bởi vì hắn và Triệu Phương Tuyền có một tầng quan hệ đặc biệt khác, Triệu Thiên Hạo mới có tư cách tiến vào phải đoàn Nam Mỹ, tham gia cuộc thi sư vương tranh bá tổ chức ở Dương Thành. Từ lúc xuất phát ở Nam Mỹ, thậm chí đến trước khi cuộc thi sư vương tranh bá chính thức bắt đầu, trong đầu Triệu Thiên Hạo đều dệt một giấc mộng đẹp, chính là cùng Triệu Phương Tuyền bên cạnh, hào đoạt sư vương, uy chấn Trung Quốc, danh tiếng toàn thế giới. Không biết rằng, kết quả là hoàn toàn ngược lại. Đầu tiên là mất đi quán quân sư vương tranh bá, sau đó là lúc gây sự bị người ta đánh, bị ép trần chuồng bơi châu giang, ngay sau đó tổ chức nhóm cường đại nhập lẽn bảo trả thù, lại bị dè chẽn mặt sát ma sát. Triệu Thiên Hạo chỉ muốn về nhà. Trung Quốc quá nguy hiểm, chiếc xe từ từ đi vào sân bay, thật sự không cam lòng a. Trong lòng mỗi người trong xe đều mang theo oán niệm nồng đậm. Điện thoại di động của Triệu Phương Tuyền đột nhiên rung lên. Là sư phụ Mã Luân, đồng tử Triệu Phương Tuyền co rụt lại. Sau khi sự việc xảy ra ngày hôm qua, Triệu Phương Tuyền không dám liên lạc với bất luận kẻ nào, bao gồm cả nám dại cao thủ Di Như Lai Đặc Mã Luân. Dù sao, trong lòng Triệu Phương Tuyền cũng hiểu được. Bọn Lai Đặc Mã Luân lúc này cũng tuyệt đối không muốn đối mặt với bất luận kẻ nào. Triệu Phương Tuyền hít sâu một hơi, thật cẩn thận hỏi một tiếng, mơ Mã Luân sư phụ, xin chào. Chào ta cái rắm, Triệu Phương Tuyền, đều là ngươi ra chủ ý, để cho chúng ta ở Trung Quốc mất hết thể diện. Triệu Phương Tuyền không dám tiếp lời, Triệu Thiên Hạo ở một bên càng run rẩy, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng âm thanh gầm gừ ở đầu dây bên kia nghe quá mức rõ ràng trong xe yên tĩnh. Sau khi Lai Đặc Mã Luân dừng lại, Triệu Phương Tuyền mới thập giọng nhận sai, thực xin lỗi, Mã Luân sư phụ, là sai lầm của tôi không biết Trung Quốc còn có người phụ nữ xa lạ như Nam Cung Quân. Chúng ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Sau khi Lai Đặc Mã Luân đè nén lửa giận xuống, thanh âm lạnh lùng mở miệng nói, hiện tại giới quyền Anh thế giới đều đang nhìn Nam Mỹ chê cười, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đòi lại sân, nếu không, ngươi cũng không cần trở về, nghe rõ chưa? Tay Triệu Phương Tuyền cầm điện thoại đổ mồ hôi, đồng thời nhẹ nhàng run rẩy. Những lời cuối cùng của Lai Đặc Mã Luân, dùng chúng ta chứng minh đây cũng không phải là ý nguyện cá nhãn của hắn gọi điện thoại này, mà là đại diện cho giới quyền Anh Nam Mỹ, ít nhất, những lời này có thể đại diện cho năm đại binh dưới cao thủ quyền giới Trung Quốc. Nếu như bọn họ ra mặt phong sát, Nam Mỹ thật sự không còn chỗ dung thản của Triệu Phương Tuyền nữa. Điện thoại đã bị cúp máy, điện thoại di động của Triệu Phương Tuyền rơi xuống. Vô lực ngồi xuống. Đòi lại sân, ngay cả nảm đạo cao thủ như Lai Đặc Mã Luân cũng thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ dựa vào Triệu Phương Tuyền, còn lấy cái gì để đấu với Sở Trần. Xong rồi,
Ánh mắt Triệu Phương Tuyền tràn ngập bất đắc dĩ, tuyệt vọng, chúng ta không thể trở về. Triệu Phương Tuyền trong lòng rất rõ, đám người Lai Đạc Mã Luân tự nhiên không có khả năng cho rằng hắn có thể thay giới quyền Anh Nam Mỹ đòi lại sân, sở dĩ hắn nói ra những lời này, trên cơ bản chính là cắt đứt đường trở về Nam Mỹ của hắn, giới hạ lớn như vậy, nhất định phải có người đi ra chịu trách nhiệm. Nói thẳng ra, Triệu Phương Tuyền phái mang theo một cái nồi này. Không thể quay về làm sao bây giờ? Chúng ta không thể khống quay về. Triệu Thiên Hạo đều sắp khóc thúc, gốc gác của chúng ta ở Nam Mỹ, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt chúng ta trở về. Triệu Phương Tuyền trầm mặt, mày gắt gao cau. Xe của họ đã đậu trong bãi đậu xe của sân bay, nếu không phải là điện thoại của Lai Đạc Mã Luân, bây giờ họ đã vào phòng chờ rồi. Nhưng bây giờ, một cuộc điện thoại của Lai Đạc Mã Luân gọi đến, khiến cho đường họ trở về bị gián đoạn. Nếu không, chúng ta trực tiếp quay lại, xin lỗi họ. Triệu Thiên Hạo cắn ráng mở miệng, ngươi không cần cái mạng nhỏ này của ngươi, liền trực tiếp trở về gì? Triệu Phương Tuyền nhìn Triệu Thiên Hạo một cái, Triệu Thiên Hạo nhất thời cả người dùng mình một cái, Lai Đạc Mã Luân nếu đã gọi điện thoại này, sẽ không có khả năng đáp ứng để cho bọn họ trở về như vậy. Bất chấp ý tứ của Lai Đạc Mã Luân, cho dù là trở về, cũng nhất định là một con đường chết. Triệu Thiên Hạo thần sắc dần dần trở nên tuyệt vọng, sân bay đánh một trận. Hắn tận mắt chứng kiến Nam Cung Quân đánh bại năm đại cường giả đỉnh phong, biết Nam Cung Quân đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, nhưng mà, nếu chúng ta không trở về chúng ta cũng không có biện pháp gì nha. Bên trong xe, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người im lặng, một cuộc gọi điện thoại của Lai Đạc Mã Luân, cắt đứt tất cả các đường lui của họ. Nếu như không thể đạt được yêu cầu của Lai Đạc Mã Luân, bọn họ không có khả năng trở về cũng là một con đường chết. Bây giờ trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Triệu Phương Tuyền thần sắc uể oải, bất đắc dĩ, thấp giọng nổi, thứ nhất, mạo hiểm, lập tức trở về, nhưng ta phòng chừng, 10 phần chết 9. Thứ hai, ở lại Trung Quốc, cụp đuôi làm người, nén giận, cả đờ ồ cũng không ngẩng đầu lên được. Thân hình Triệu Thiên Hạo khẽ run rẩy, thần sắc tràn ngập không cam lòng, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Thúc, chúng ta, Triệu Phương Tuyền nhíu chặt mày. Thật lâu sau, Triệu Phương Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực của Nam Cung Quân xuất thần nhập hóa, chúng ta lấy cái gì để đấu với cô ta? Vẻ mặt tuyệt vọng, Sở Trần làm sao có loại sư phụ thần tiên này? Triệu Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, kiếp trước hắn cứu vớt Ngân Hà sao? Nếu như không phải người phụ nữ thần bí kia, chúng ta muốn đối phó Sở Trần, quá thực dễ dàng. Một thành viên của phái đoàn Nam Mỹ thở dài. Nghe vậy, đồng tử Triệu Thiên Hạo đột nhiên co rụt lại, một lúc lâu sau, Trấn Thanh nói, thúc, cháu nghĩ đến một biện pháp. Nổi đi, Triệu Phương Tuyền cũng không ôm hy vọng quá lớn. Triệu Thiên Hạo gằn từng chữ, đường cùng vùng lên, khiêu chiến Sở Trần. Bên trong xe nhất thời an tĩnh lại. Triệu Phương Tuyền suy nghĩ một chút ý tứ theo nghĩa đen của Triệu Thiên Hạo, ý của ngươi là, tránh né Nam Cung Quân, khiêu chiến Sở Trần, bức Sở Trần xuất chiến. Cơn giận, ánh mắt Triệu Thiên Hạo càng ngày càng sáng, luận thực lực, 10 Sở Trần cũng không phải đối thủ của thúc, chỉ cần chúng ta nghĩ cách ép Sở Trần cùng thúc đánh một trận. Kết quả nhất định có thể làm cho Mã Luân sư phụ bọn họ hài lòng. Ngươi nói đúng, thế nhưng Triệu Phương Tuyền hưng phấn một chút, lại lắc đầu, Sở Trần biết rõ không phải là đối thủ của ta, làm sao có thể ứng chiến. Triệu Thiên Hạo suy tư một lát, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta đi tới bước này, chính là bởi vì dư luận áp bách, nếu đã như vậy, chúng ta sao không đơn giản lợi dụng phần sức mạnh này, trở thành vũ khí của chúng ta, công kích Sở Trần. Ngươi nói xem. Triệu Thiên Hạo sau đó nói, sư phụ Sở Trần, trong một đêm được phong làm nữ thần võ thuật cổ Trung Quốc, mà Sở Trần thân là đệ tử của cô ta, tự nhiên cũng được chú ý, được người ta tôn sùng. Hiện tại giới quyền Anh toàn thế giới đều ca ngợi võ thuật Trung Quốc, hạ thấp võ thuật Nam Mỹ, nếu như vào lúc này, thúc còn dũng cảm đứng ra, đại diện cho thuật cận chiến Nam Mỹ, khiêu chiến võ thuật Trung Quốc, tất sẽ khiến người ta chú ý. Trong tuyên ngôn khiêu chiến, thúc phải nhấn mạnh. Mã Luân sư phụ là trường bối của thúc, bởi vậy, thúc muốn khiêu chiến, cũng là thế hệ kế tiếp của Nam Cung Quân, chỉ thẳng mũi nhọn vào Sở Trần. Triệu Thiên Hạo hừ một tiếng, đồng thời âm thầm thuê người viết mạng, châm dầu vào lửa, đẩy Sở Trần lén dầu sóng ngọn gió, đến thời điểm đó, Sở Trần nếu như ứng chiến, như vậy, thúc có thể quang minh chính đại dạy hẳn làm người, vì thuật cận chiến Nam Mỹ chứng danh một lần, ngược lại, Sở Trần nếu như không dám ứng chiến, dưới sự công kích của dư luận. Thuật cận chiến Nam Mỹ cũng có thể mặt mày hớn hở một hồi, cho nên, mặc kệ lựa chọn nào, chúng ta đều có thể làm được yêu cầu của Mã Luân sư phụ,
vì quyền giới đòi Nam Mỹ lại sân đấu. Ánh mắt Triệu Thiên Hạo phát sáng, theo suy nghĩ càng lúc càng thuận lợi, hắn càng ngày càng cảm thấy cách này có thể khả thi. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của họ. Mấy người trong xe cân nhắc một lát, ánh mắt cũng sáng lên. Liền quyết định như vậy. Quả nhiên, biện pháp dù sao cũng hơn chắc chờ nhiều. Sau khi nghĩ ra biện pháp, tâm tình của bọn họ đều thoải mái không ít. 5 phút sau, đoàn người Triệu Phương Tuyền xuất hiện trước cửa một nhà ga ở sân bay Dương Thành. Là Triệu sư phụ, Triệu Phương Tuyền quả nhiên muốn trốn chạy. Triệu sư phụ, tôi có thể phỏng vấn ngài một chút được không? Không ngoài dự đoán của Triệu Phương Tuyền, một đám phóng viên truyền thông giống như thần binh trên trời rơi xuống, và quanh đoàn người Triệu Phương Tuyền. Tránh ra một chút, các người làm gì vậy? Triệu Thiên Hạo đứng ở phía trước, cau mày. Mọi người nghĩ gì về việc nám đại cao thủ Nam Mỹ bại trận trước nữ thần võ thuật Trung Quốc Nam Cung Quân? Thuật cận chiến Nam Mỹ có phải là mãi mãi không bằng võ thuật Trung Quốc hay không? Triệu sư phụ ngài có thể chính miệng thừa nhận sự thật này một chút không? Nghe vậy, bước chân Triệu Phương Tuyền cuối cùng dừng lại, quay đầu lại, liếc mắt nhìn đông đảo phóng viên truyền thông, chợt gần từng chữ nổi, ai nói thuật cận chiến Nam Mỹ không bằng võ thuật Trung Quốc? Quả thực vô lý, cực kỳ buồn cười. Màn đêm bao phủ thiền thành, đèn neon sáng lên. Đại sảnh biệt thự Tống gia, mấy người Sở Trần đang uống trà. Tống Thu thỉnh thoảng nhìn Sở Trần, thấy Sở Trần bộ dạng không chút hoang mang, Tống Thu kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, anh rể, anh còn chờ cái gì nữa? Anh có phải nghĩ ra cách gì rồi không? Chỉ có một cách, Sở Trần thưởng một ngụm trà, tiếp nhận khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền. Tống Thu sợ ngây người, nhìn Sở Trần, thốt lên, đây không phải là muốn lấy trứng chọi đá, ánh mắt mấy người đều nhìn Tống Thu. Tiểu Thu, làm sao con có thể dung túng chí khí của người khác, diệt uy phong của mình? Tô Nguyệt Nhàn trách cứ một câu, Tống Thu xấu hổ ho một tiếng, hắn nói là sự thật. Tống Thu theo bản năng nhìn về phía Nam Cung Quân, thấy Nam Cung Quân không có chút bất ngờ nào, lúc này hiểu ra, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tôi hiểu rồi, bên ngoài, anh rể tiếp nhận khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền. Trong bóng tối, thần tiên tỷ tỷ ra tay, khuôn mặt Tống Thu toát ra một phần ý vị thâm trường ý cười. Sở Trần sửng sốt một chút, anh không biết giờ phút này não bổ Tống Thu đã thực hiện toàn bộ quá trình khiêu chiến. Bên ngoài có phóng viên tới, nói muốn phỏng vấn cậu ba, lúc này, một nhân viên bảo vệ bước vào. Nghe vậy, Tống Tà Dương nhướng mày, khoát tay áo, ngăn cản bọn họ lại, chúng ta không tiếp nhận phỏng vấn. Nhân viên bảo vệ muốn nói lại thôi. Bên ngoài tới là phóng viên nào? Sở Trần không khỏi hỏi một tiếng. Họ tự xưng là thời sự buổi tối Dương Thành. Bảo vệ vội vàng mở miệng nói lần nữa, vừa rồi ở cửa tôi cũng kiểm tra giấy tờ của bọn họ. Còn nữa, bọn họ nói, bảo vệ Trần chờ một chút, vẫn thành thật chuyên lời. Bọn họ bia tí thí lần nào không công bằng, cho nên hy vọng thông qua phỏng vấn, đưa tin sự thật, thử xem có thể làm cho dư luận đảo ngược hay không, giải quyết vấn đề nan giải này cho cậu ba hay không. Thời sự buổi tối Dương Thành, Tống Thu nhìn Sở Trần nói, em đã xem qua báo của thời sự buổi tối Dương Thành, đối với trận chiến của thần tiên tỷ tỷ ở sân bay, trên báo thời sự buổi tối Dương Thành, mấy hình minh họa kia, lửa đã lan khắp toàn mạng. Bọn họ quả thật ngay từ đầu đã đứng về phía chúng ta, hoặc là nói, là đứng ở lập trường võ thuật Trung Quốc. Cha, vậy không bằng đẻ cho bọn họ tiến vào đi. Sở Trần mở miệng, khuôn mặt Tống Tà Dương hiện lên một nụ cười, được. Tiểu Thu, con đi ra ngoài dẫn khách nhân vào. Nội tâm Tống Tà Dương có chút vui mừng. Tống gia bây giờ, tuy rằng ông vẫn là gia chủ, nhưng tất cả đều lấy Sở Trần làm trung tâm. Sở Trần vừa rồi hoàn toàn có thể tự mình quyết định cho các phóng viên tiến vào, nhưng lại còn phải thông qua ổng đồng ý, đây là cho Tống Tà Dương đủ mặt mũi. Tống Tà Dương nhìn Sở Trần, cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Rất nhanh, Tống Thu dẫn phóng viên thời sự buổi tối Dương Thành đi vào. Trung Định Anh và Trương Trấn cũng ôm tâm tư thử một lần tìm đến Tống gia, không nghĩ tới Sở Trần lại thật sự đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn. Bộ netizen đều đang chờ đợi Sở Trần đáp lại. Các phóng viên truyền thông lớn cũng xuất động, nhưng không ai có thể nhận được bất kỳ tin tức nào. Xin chào Sở Sư Phụ. Trương Trấn vừa mới đi vào đại sảnh, lập tức bước nhanh hơn đi tới. Tôi là phóng viên thời sự buổi tối Dương Thành, Trương Trán. Trung Định Anh cũng chủ động giới thiệu bản thân, tôi tên là Trung Định Anh. Mời xuống, Sở Trần đứng lên, bắt tay hai người, sau đó ý bảo ngồi xuống. Tô Nguyệt Nhàn rót trà cho hai phóng viên. Thật ngại quá, muộn như vậy còn đến làm phiền. Trương Trấn mở miệng,
khách miệng nói, đối với khiêu chiến Triệu Phương Tuyền phát ra ở sân bay, cùng với toàn bộ mạng lưới gây ra tranh luận sôi nổi, chúng tôi trước tiên bắt tay vào điều tra không ít tư liệu. Đầu tiên, về tuổi tác, Triệu Phương Tuyền năm nay 45 tuổi, chính là đang tuổi phơi phới, ở quyền giới Nam Mỹ, đạt được vinh quang vô số, anh xem, đây là giải thưởng mà chúng tôi tra được Triệu Phương Tuyền đạt được những năm gần đây ở Nam Mỹ, thậm chí là giới quyền Anh quốc tế. Trương Chấn giao tư liệu cho Sở Tràn, ngay sau đó nói, Triệu Phương Tuyền là một danh sư nổi danh trong giới quyền Anh toàn cầu, lại lấy thân phận cùng thế hệ với anh phát ra khiêu chiến với anh, đây căn bản là một trận khiêu chiến không công bằng, thời sự buổi tối Dương Thành chúng tôi sẽ ở trên trang bìa kỳ mới nhất, liệt kê chi tiết số liệu, công kích Triệu Phương Tuyền, ó chỗ này, cũng muốn thu thập tư liệu Sở sư phụ một chút, và cũng muốn nghe suy nghĩ của Sở sư phụ. Chúng ta nhất định sẽ không để Triệu Phương Tuyền được như ý. Trung Định Anh tiếp lời, tôi cũng tin rằng, đại đa số cư dân mạng đều là lý trí. Sở Trần nhìn thoáng qua tư liệu Trương Chấn đưa tới, khuôn mặt mỉm cười, kỳ thật, tôi cũng vừa chuẩn bị đáp lại khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền, vừa lúc, tối nay hai người tới, vậy tôi liền mượn thời sự buổi tối Dương Thành đến phát thanh đi. Nghe vậy, trong lòng Trung Định Anh rung lên, nhìn Sở Trần không chớp mắt. Sở Trần khuôn mặt bình tĩnh, từ từ nói, khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền, tôi tiếp. 7 giờ tối ngày mai, Uy Dương quyền quán, không gặp không về. Trung Định Anh và Trương Chấn đều trợn tròn mắt. Thật lâu sau, Trương Chấn giật mình phục hồi tinh thần lại, Sở sư phụ, tôi, không nghe làm chứ. Chính là ý này, Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, đặt tư liệu Trương Chấn lấy ra trên mặt bàn, đối với cách làm hùng hổ bức người này của Triệu Phương Tuyền, giải thích nhiều hơn nữa cũng là yếu ớt, thủ đoạn tốt nhất đáp lại, chính là tùy ý của hắn, ở trên lôi đài, quyết định thắng bại. Nhưng, Trung Định Anh nhìn không được thảm dò hỏi một câu, Sở sư phụ, anh có bao nhiêu phần chắc chắn? Vậy chỉ có thế tối mai mới biết. Sở Trần ôn hòa cười một tiếng, hai người dựa theo ý của tôi đáp lại là được. Trương Chấn và Trung Định Anh liếc nhau một cái. Ánh mắt hai người vẫn mang theo lo lắng. Sở Trần thấy một màn này, trong mắt toát ra vài phần tán thưởng. Toàn bộ mạng, nhưng bọn họ lại đang lo lắng Sở Trần có thể thắng hay không? Hai người cứ yên tâm đi. Tống Thu lúc này phấn thanh mở miệng, chỉ là một Triệu Phương Tuyền, anh rể tôi cản bản không để hắn ở trong mắt. Đồng tử Trương Chấn đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lại nhìn về phía Nam Cung Quân, thấy Nam Cung Quân giờ phút này cũng là một bộ dạng thong dong bình tĩnh, Trương Chấn nhất thời từ sâu trong nội tâm dâng lên một tia kích động, phấn chấn. Nếu Sở Trần thật sự có thể chính diện đánh bại Triệu Phương Tuyền, không thể nghi ngờ, sẽ là một trận chiến triệt để đặt địa vị của võ thuật Trung Quốc trong giới quyền thuật thế giới. Sau khi từ Tống ra đi ra, Trung Định Anh vẫn có loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Bọn họ chuẩn bị số lớn tư liệu, chủ yếu là vì thay Sở Trần lên tiếng, tránh đi trận chiến này. Nhưng kết quả, Sở Trần ứng chiến. Anh Trương, vậy chúng ta chuẩn bị những tư liệu này, vô ích rồi. Trung Định Anh mở miệng. Không, những tư liệu này cũng phải được đưa lên. Trương Chấn đã khẩn cấp muốn trở lại tòa soạn. Phấn Thanh nói, muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy tư lịch giữa hai bên đối lập mãnh liệt, làm cho toàn bộ netizen đều biết, đây vốn là một trận chiến đâu không còng bằng, nhưng mà, Sở Trần, vẫn như cũ ứng chiến. Sở Trần là vì bảo vệ vinh quang võ thuật Trung Quốc. Trung Định Anh nặng nề gật đầu, đang lúc Trương Chấn và Trung Định Anh chạy về tòa soạn, một đề tài, Sở Trần nhát gan như chuột, một ải xông lên hot search. Một mảnh mắng chửi, quán quân sư vương tranh bá mới. Sở Trần không phải thắng Triệu Phương Tuyền giành được quán quản sư vương tranh bá sao? Làm thế nào đối mặt với khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền, ngay cả cái giấm cũng không dám buông. Tôi đợi một ngày, không thấy bất kỳ tin tức nào về Sở Trần đáp lại, tôi quá thật vọng Sở Trần đớ làm mất mặt võ thuật Trung Quốc. Tôi ngược lại thấy một vài liên kết Sở Trần phản hồi, thế nhưng nhấp vào lại là chia bài gợi cảm, phát bài online. Triệu Phương Tuyền từng nói qua, quán quân sư vương tranh bá của Sở Trần là có nội tình. Chẳng lẽ đây có phải là bằng chứng xác thực chính xác? Một cơn bão mới quét qua, các nền tảng lớn bàn tán sôi nổi, theo thời gian trôi qua, cư dân mạng lần này dần dần mất kiên nhẫn, bắt đầu mắng chửi. Tất nhiên, nếu có người quan sát cẩn thận, sẽ thấy rằng mỗi nền tảng có một loạt các biệt hiệu tràn vào, điên cuồng theo nhịp điệu. M, người viết mạng xuất động rồi, trong khách sạn, Triệu Thiên Hạo nhìn điện thoại di động, làm mới mấy trang web, khuôn mặt toát ra tươi cười. Số tiền này tiêu tốn rất đáng, hiện tại toàn bộ netizen đều mắng Sở Trần. Triệu Phương Tuyền khuôn mặt cũng có chút đắc ý, thật không nghĩ tới, thế cục lại có thể xoay chuyển,
Vừa rồi Mã Luân sư phụ ở trong điện thoại hoàn toàn khẳng định cách làm của chúng ta, qua đêm nay Sở Trần không có đáp lại, chúng ta có thể quang minh chính đại trở về Nam Mỹ. Triệu Thiên Hạo thần sắc cũng kích động không gì sánh được, nặng nề gật đầu. Rầm rầm rầm, đột nhiên, cánh cửa võ rồn rập, chuông cửa cũng không ấn. Triệu Thiên Hạo đi tới mở cửa phòng, một đại diện Nam Mỹ vội vàng mở miệng, các người mau xem, trang web chính thức của thời sự buổi tối Dương Thành, Sở Trần, đáp lại rồi. Vừa dứt lời, đồng từ Triệu Thiên Hạo khẽ co rụt lại, nửa hồi, khàn khàn bật cười, một bên đi về, một bên lấy điện thoại di động ra, không thèm để ý chút nào nói, hắn đáp lại thì đáp lại thôi, có cái gì to tát, tôi đoán là một đống lớn lời nói tức giận hư hỏng, sau đó kéo cờ không công bằng, nhưng hiện tại, ai còn quản trận chiến này công bằng hay không? Thanh âm Triệu Thiên Hạo đột nhiên dừng lại, hắn đã mở trang web chính thức của thời sự buổi tối Dương Thành, khuôn mặt tươi cười cùng lập tư xê ngưng giọng. Trên trang web chính thức, vị trí dễ thấy nhất, tiêu đề đơn giản tóm tắt, Sở Trần đáp lại khiêu chiến, 7 giờ tối mai, không gặp không về. Một hòn đá khuấy động 1.000 lớp sóng. Một câu nói của thời sự bùa ồ tối Dương Thành khiến người viết mạng hắc tử hoạt động trên mạng trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, một cơn bão dư luận khác lại nổ ra. Sở sư phụ đáp lại, nhanh xem trang web chính thức của thời sự buổi tối Dương Thành. Tôi biết, Sở Trần nhất định sẽ không làm tôi thất vọng. Không gặp không về, tôi quyết định hiện tại phải đến Uy Dương quyền quán ngồi xổm canh gác, nếu không, ngày mai khẳng định không chen vào được. Các anh em, họp thành đội đi hò hét cổ vũ cho Sở sư phụ. Tôi cẩn thận xem nội dung trên trang web chính thức của thời sự buổi tối Dương Thành, thì ra lai lịch của Triệu Phương Tuyền lớn như vậy à, từ hơn 10 năm trước đã nổi danh giới quyền Anh Nam Mỹ, lúc hắn ra mắt, Sở Trần còn chưa sinh ra, khó trách thời sự buổi tối Dương Thành nói đấy là một trận chiến căn bản không công bằng, nhưng mà, mặc dù như vậy, Sở Trần vẫn ứng chiến. Sở Trần khá lắm, tôi cũng nhìn thấy rồi, không sao, chỉ cần Sở Trần toàn lực ứng phó, cho dù thua, tỏi cũng ủng hộ hắn. Sở Trần ắt thắng, đêm nay, cơn bão này quét qua toàn bộ mạng, không ít người kích động đến cả đêm không ngủ. Trong khách sạn, Triệu Thiên Hạo và Triệu Phương Tuyền hai mắt nhìn nhau. Thúc, thúc nói Sở Trần có phải có âm mưu quỷ kế gì không? Triệu Thiên Hạo hỏi, Triệu Phương Tuyền nhíu mày một chút. Hắn cũng không tin, Sở Trần lại dám chính diện đáp lại khiêu chiến. Dương Thành đáp lại khiêu chiến của ta. Triệu Phương Tuyền cười lạnh, nếu hắn muốn tự rước lấy nhục nhã, tối mai. Vậy thì không gặp không về đi. Nói xong, Triệu Phương Tuyền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Vệ Thu Cản. Triệu sư phụ, anh cũng thấy Sở Trần đáp lại rồi chứ? Vệ Thu Cản lập tức mở miệng, Sở Trần có chủ ý gì? Lôi đài ngày mai, giữa khán giả cùng lôi đài, nhất định phải cách nhau ít nhất 5 mét. Triệu Phương Tuyền trầm giọng nói, tôi hoài nghi là Nam Cung Quân Choán bị âm thầm trợ giúp Sở Trần, trừ chuyện đó ra, an bài thêm mấy camera. Nếu như bắt được bất kỳ dị động nào của Nam Cung Quân, chúng ta liền có thể làm cho thanh danh Sở Trần mất sạch. Ngoại trừ Nam Cung Quân ra tay, Triệu Phương Tuyền thật sự nghĩ không ra còn có ý do gì, có thể làm cho Sở Trần dám ứng chiến. Nhưng mà, Nam Cung Quân cũng không phải thần. Để cho khán giả và lôi đài cách nhau 5 mét trở lên, lại dùng số lượng lớn camera giám sát, chỉ cần Nam Cung Quân có bất kỳ dị động nào, nhất định sẽ bị bắt được, đến lúc đó. Sở Trần cho dù là dưới sự trợ giúp của Nam Cung Quân thắng, đó cũng là thẳng không anh hùng. Tôi hiểu rồi, Vệ Thu Cản cụp điện thoại, vấn đề địa điểm, giao cho tôi, những thứ khác, do anh. Anh yên tâm, 7 giờ tối mai, tôi sẽ dạy hắn làm người. Thần sắc Triệu Phương Tuyền lạnh như bảng, ánh mắt lóe ra âm hàn. Hắn được ản cả ngã về không, quyết đánh đến cùng, đây là cơ hội duy nhất của hắn, hẳn tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện xấu nào. Ta ngược lại hy vọng, Nam Cung Quân thật sự ra tay. Khóe miệng Triệu Phương Tuyền nhẹ nhàng nhếch lên, tàm mắt híp lại, tràn đầy chờ mong. Thúc, cháu có chút lo lắng, cháu đến Uy Dương quyền quán một chuyến, tham gia bố trí. Triệu Thiên Hạo trấn thanh mở miệng, Triệu Phương Tuyền gật gật đầu. Uy Dương quyền quán, Vệ Thu Cán cục diện thoại, ánh mã dừng ở trên người Diệp Yên ngồi ở trước mặt, Yên Nhi, cháu cảm thấy lần này, Sở Trần còn có thể thắng. Sở Trần mỗi một lần làm cho người ta có cảm giác đều phải thua, nhưng mà hắn đều thắng cả. Diệp Yên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cho nên, cháu mặc kệ kết quả trận chiến ngày mai là cái gì, cháu càng có nghiêng về kế hoạch của Tiền Thị. Nghe vậy, đồng tử Vệ Thu Căn đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt cũng hiện lên một nụ cười, ta cũng không nghĩ tới,
Tiền thị lại cho ta một kinh hỉ lớn như vậy. Bóng đêm dần dần sâu. Trên mạng dư luận về Sở Trần đối chiến Triệu Phương Tuyền vẫn chưa chấm dứt, mà Thiên Thành, Hoàng gia, giờ phút này. Lụa chẳng treo lo lung, cái chê của Hoàng Ngọc Hằng đã gây ra sóng gió lớn ở Hoàng gia. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, cả Hoàng gia, mỗi người đều cảm thấy bất an, không dám nhiều lời. Bởi vì, Hoàng Ngọc Hằng là Hoàng đại gia Hoàng Dương An bài theo Tiêu Âm Kỳ đi ra ngoài sau khi xảy ra chuyện, sau khi Hoàng Ngọc Hằng qua đời, cha ruột của hắn Hoàng Vũ, ở ngoài thành lập tức trở về. Mấy ngày nay, Hoàng Vũ vẫn duy trì trầm mặc, nhưng tất cả mọi ngòi đều rõ, dây là bình tĩnh trước sóng gió. Đại sảnh Hoàng gia lạnh lẽo, Hoàng Giang Hồng dường như đã già đi 10 tuổi, vô lực ngồi trên ghế, trước mặt hắn, 7 người con Hoàng gia, ngồi thành hai hàng ngồi. Ngọc Hằng đã mổ yên mà đẹp, chuyện này là bởi vì Thiếu Ảm Kỳ phái Thanh Dương gây ra, Hoàng gia chúng ta, lại không thể trêu vào. Hoàng Giang Hồng khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, con cháu Hoàng gia, không được ở bên ngoài gây chuyện thị phi, toàn tâm toàn ý, tu thân dưỡng tính, vì tương lai Hoàng gia một lần nữa quật khởi tích lũy sức mạnh. Hoàng gia, lựa chọn ản lui, 7 người con Hoàng gia, giờ phút này đều trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, Hoàng gia gặp phải đá kích hết lần này rên lần khác, hoàn toàn bị thương nặng. Cha, con không đồng ý. Một đạo thanh ảm mang theo khàn khàn vang lên. Cha của Hoàng Ngọc Hằng, Hoàng Vũ. Hoàng Vũ chậm rãi đứng lên, con cảm thấy cái chết của Ngọc Hằng không chỉ vì Tiêu Âm Kỳ, mà là có người cố ý hại chết hắn. Ánh mắt Hoàng Vũ nhìn về phía Hoàng Dương, tức giận cười ngược lại, anh cả, anh thật là lòng dạ độc ác, đây chính là cháu ruột của anh. Nghe vậy, đồng tử Hoàng Dương chấn động, không thể tin ngẩng đầu lên, em hai, em nói là anh cố ý hại chết Ngọc Hằng. Em, Hoàng Dương cũng đứng lên, em nói bậy cái gì vậy? Anh chưa bao giờ thừa nhận sự xuất sắc của Ngọc Hằng, sự hiện diện của Ngọc Hằng xè khiến anh cả đời không thể nắm giữ Hoàng gia. Hoàng Vũ lạnh lùng nói, cho nên, anh tìm cách hại chết nó. Mẹ kiếp, Hoàng Dương phẫn nộ chỉ vào Hoàng Vũ, ta thừa nhận, ta quả thật đã từng hâm mộ em có một đứa con trai ưu tú như Ngọc Hằng, nhưng mà, ta còn không đến mức phát điên như vậy, hại chết cháu ruột của Minh, hơn nữa. Sau khi Hoàng gia gặp phải đả kích liên tiếp, em đi lên phía Bắc tìm kiếm chuyển biến Hoàng gia, ta xem Ngọc Hằng như con mình, tất cả đều vì nó mà suy nghĩ, ta bảo nó đỡ eo theo Tiếu Âm Kỳ đi ra ngoài, đó là muốn chữa khỏi hai chân của nó, ta, khuôn mặt của Hoàng Vũ trầm thấp. Ông không tin, đủ rồi, Hoàng Giang Hồng đột nhiên vỗ bàn lên, chắn thanh nói, các người đây là muốn làm gì? Họ, trước mặt lão tử diễn ra một vở kịch huynh đệ tương tàn sao? Anh hai! Mấy ngày nay thái độ của anh cả đối với Ngọc Hằng, người trong nhà đều thấy rõ, anh ấy thật sự không có nợ Ngọc Hằng. Hoàng Lân trầm giọng mở miệng, Hoàng Vũ hít sâu một hơi, bất luận như thế nào, ta cũng không đồng ý Hoàng gia thoái ẩn, cái chết của Ngọc Hằng, ngọn nguồn lớn nhất chính là hai chân nó bị thương, người khởi xưởng là Sở Trần, ta sẽ không để cho hắn sống tốt. Trong đầu Hoàng Giang Hồng không khỏi hiện lẽn một bộ thân ảnh kia. Lễ kỷ niệm thành phố Kim Bãi. Một bộ thân ảnh kia, danh động thiền thành. Nhưng mà, cũng bắt đầu từ lúc đó, Hoàng gia, dần dần đi tới ác mộng, Hoàng Giang Hồng vào ban đêm không biết bao nhiêu lần hối hận mình không nghe lời khuyên của Mạc Lão, thế cho nên Hoàng gia đi đến tình trạng này. Chúng ta đấu không lại Sở Trần. Hoàng Giang Hồng bắt đắc dĩ mở miệng, nhất là hiện tại, bên người Sở Trần lại có thêm một sư phụ, mặc kệ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chúng ta cũng đấu không lại hắn. Dùng tốt cơ hội này. Còn có lòng tin báo thù cho Ngọc Hằng. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người Hoàng gia nhao nhao rơi vào trên người Hoàng Vũ, bóng đêm tối dần. Biệt thự Tống gia, 24 giờ đã trôi qua. Trong phòng, Nam Cung Quân đang cởi khăn che mặt quấn quanh mặt cho Dương Tiểu Cản. Sau khi cởi ra bỏ, ta sẽ làm sạch cho cô, sau đó châm cứu, bôi thuốc lần nữa. Thanh ảm của Nam Cung Quân vang lên bên tai Dương Tiểu Cản. Dương Thiếu Cản vô cùng căng thẳng, nhẹ nhàng gật gáu. Sau khi rửa sạch, Nam Cung Quân quan sát trên mặt Dương Tiểu Cản, một lúc lâu sau, khuôn mặt toát ra tươi cười, so với tưởng tượng của ta khôi phục nhanh hơn. Dương Tiểu Cản theo bản năng muốn soi gương, bị Nam Cung Quân ngăn lại, nháy mặt với Dương Tiểu Cản, đến lúc đó, lại cho mình một kinh hỉ, không phải tốt hơn sao? Bên ngoài, Sở Trần cùng Ninh Tử Mặc chờ. Sở Thúc, trận chiến ngày mai với Triệu Phương Tuyền, Ninh Tử Mặc lo lắng nhìn Sở Trần. Sở Trần mỉm cười, yên tâm. Có quân tỷ tỷ ở đây, ta thua không được. Ninh Tử Mặc gật gật đầu, Trần chờ một chút, Ninh Tử Mặc sau gió nói,
hôm nay Tử Châu tới tìm cháu, nó nói, người trong gia tộc, muốn cháu trở về một chuyến. Đây là ý tử của Ninh gia chủ. Sở Trần thốt lên, Ninh Tử Mặc gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, nếu như không phải ý của ông ấy, Tử Châu cũng không dám đến thông báo cho cháu về nhà. Sở Trần trầm ngâm một hồi, vỗ vỗ bả vai Ninh Tử Mặc, trong lòng nghĩ hẳn là có chừng mực, dù sao, ông ấy là cha của ngươi. Quan hệ cứng ngắc giữa cha con Ninh Tử Mặc, Sở Trần cũng không thể nói quá nhiều. Thật lâu sau, Ninh Tử Mặc nhìn về phía phòng, chờ Tiểu Cần khỏe rồi, cháu dẫn cô ấy về nhà, cho cô ấy một hôn lẻ. Đây là điều kiện Ninh Tử Mặc về nhà, bất kể là 5 năm trước, hay là hỏng nay, hẳn sẽ không buông Dương Tiểu Cần. Ngày hôm sau, buổi sáng, trước cửa Uy Dương quyền quán, đám người mãnh liệt, giao thông cũng gần như ngưng trệ. Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tính cũng xuất hiện ở gần đó. Hiện tại người nhàn rỗi thật nhiều a, buổi tối mới bắt đầu tỷ đấu, hiện tại đà qua đây không được lắc đầu cảm thán, trận chiến giữa Sở Trần và Triệu Phương Tuyền, thật sự là toàn thành chú ý. Chủ yếu cũng là bị truyền thông thổi phồng. Giang Ánh Đào ngồi xuống, thản nhiên nói cô cũng đừng cảm thán quá nhiều, theo dõi một chút, tình báo nếu như không có sai, Hắc Liêm ở trong tay Sở Trần chịu thiệt thòi lớn, bọn họ sẽ bày mưu tính kế hành động trả thù. Yên tâm đi, Tư Đồ Tĩnh đi tới trước mặt máy tính của mình nhìn thoáng qua, mạng lưới này, trong sự giám sát của tôi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Giang Ánh Đào gật gật đầu, con người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn biểu ngư treo cao cao ở phía trên Uy Dương quyền quán. Cái tèn gió, đặc biệt nói bật, trong đáy lòng Giang Ánh Đào ảm thầm lo lắng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, giao thông xung quanh Uy Dương quyền quán đình trệ càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng sau khi chính thức đi ra kiểm soát dòng chảy, thậm chí phong tỏa đường, mới giảm bớt một chút. Điều này cũng đủ để chứng minh trận đấu hôm nay rất được chú ý. Bên trong quyền quán, những khán giả may mắn có thể tiến vào thần sắc ai nấy đều tràn ngập chờ mong. 6 giờ chiều, chỉ còn 1 giờ nữa là trận đấu giữa hai bên. Sắp được chứng kiến cuộc đại chiến thế kỷ rồi. Tôi quá kích động, Sở Trần tất thắng. Đọc báo thời sự buổi tối Dương Thành mới biết được Triệu Phương Tuyền thì ra thực lực khủng bố như vậy, khó trách hắn dám phát ra chiến thư với Sở Trần, tình cảnh hỏng nay của Sở Trần, chỉ sợ sẽ rất gian nan a. Khán giả nói không ngừng, hiện trường cũng có một khu vực dành riêng cho các phóng viên truyền thông. Đây cũng là ý của Triệu Phương Tuyền, hắn muốn ảnh hưởng của trận chiến này, mở rộng vô hạn. Hắn muốn chính danh cho thuật cận chiến Nam Mỹ. 6 giờ 30 phút. Cả thành vang lên một trận tiếng hoan hò. Đoàn người Triệu Phương Tuyền xuất hiện, ánh sáng tập trung, vạn người chú ý. Triệu Phương Tuyền một thân trang phục nhẹ, trực tiếp cất bước đi lên lôi đài. Còn 30 phút nữa, Triệu Phương Tuyền ngẩng đầu đảo qua bốn phía, nội tâm cũng có vài phần kích động. Thất bại của năm đại cao thủ Nam Mỹ khiến uy vọng của giới quyền Anh Nam Mỹ rơi xuống đáy cốc, trận chiến hôm nay giữa hắn và Sở Trần chắc chắn sẽ khiến cho giới quyền Anh Nam Mỹ bật ngược trở lại. Mà hắn, sẽ trở thành người có công lớn nhất trong giới quyền Anh Nam Mỹ. Máu trong đáy lòng Triệu Phương Tuyền dần dần sôi trào, hẳn cảm giác mình đang ở trong trạng thái chiến đấu cực tốt trước mặt mọi người, thậm chí vết thương bị một kích của Nam Cung Quân để lại bên bờ sông Châu Giang cũng không cảm giác được. Lực lượng võ đạo tông sư trải rộng khắp toàn thân, chỉ chờ, Sở Trần đến. Triệu Phương Tuyền ngạo nghễ đứng. 20 phút cuối cùng, Sở Trần sao còn chưa vào sân? Gạch dưới phóng viên thời sự buổi tối Dương Thành đi ra nói một chút, Sở Trần đáp lại có phải là các người bịa đặt lung tung hay không? Tôi làm sao cảm giác là bên ngoài quá tắc nghẽn, Sở Trần đều không vào được. Thanh âm nghị luận không ngừng vang lên. 6 giờ 50 phút, một chiếc xe dưới sự mở đường của cảnh sát, từ từ dừng lại ở cửa Uy Dương quyền quán. Thật nhiều người a, Tống Thu lau mồ hôi trên trán, nếu như không phải lúc mấu chốt anh rể gọi ồ điện thoại cho cô Đào. Bảo cô Đào an bài xe cảnh sát mở đường, bọn họ còn thật sự không thể đến đúng giờ. Quá tắc nghẽn cố lên, Tống Nhan ôn nhu nhìn Sở Trần, nắm tay Sở Trần. Hôm nay cô cũng không có trỏ, về Bắc Trần làm việc, mà là lựa chọn đi theo Sở Trần cùng nhau đến Uy Dương quyền quán. Xem ống xã biểu diễn, Sở Trần cười tủm tỉm, đừng làm hỏng chuyện, sau khi Nam Cung Quân ăn cơm chó, cũng nhịn không được liếc mắt nhìn Sở Trần một cái. Sở Trần cười hắc hắc, ta nhất định toàn lực ứng phó. Cửa xe mở ra, mấy người đi xuống, đám người nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ tôi yêu cô, thần tiên tỷ tỷ thật đẹp a. Nụ cười trên khuôn mặt Sở Trần trong nháy mắt ngưng động. Rõ ràng mình mới là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Hứ, Sở sư phụ một bên đi vào trong sân, một bên nội tâm yên lặng chửi bới, lần này khán giả không được. Đi vào sân, đợi eo tới bên cạnh lôi đài. Dựa theo tiếng hoan hô hò hét, Sở Trần nhìn thoáng qua vị trí khán đài cùng lôi đài, lúc này, Tống Thu trực tiếp mắng lên, thật không biết xấu hổ, lôi đài cùng khán đài ít nhất cách 5 mét, hai tên cáu vật, nhất định là sợ thần tiên tỷ tỷ. Chẽn lỏi đài, Triệu Phương Tuyền từ chèn cao nhìn xuống, nhìn Sở Trần, sao Sở sư phụ, ta chờ ngươi đã lâu. Đồng dạng là Tiêu Diêu Du trưởng pháp, ở trong tay thần tiên tỷ tỷ thi triển ra. Đùa giỡn năm đại cao thủ Nam Mỹ trong tay, nhưng anh rể hiện tại, chỉ CC thể bị động phòng ngự, vừa ra tay liền cỏ thẻ nhìn ra. Hai bên cảnh giới chênh lệch, mồ hôi trong lòng bàn tay Tổng Thu càng nhiều. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người nhìn ra. Trận chiến giữa hai người, Sở Trần tựa hồ bị vây trong cục diện bị rộng. Tiêu Diêu Du, Triệu Phương Tuyền cười lạnh, ta xem ngươi tiêu giao như thế nào. Triệu Phương Tuyền cường thế xuất quyền, toàn lực ứng phó, hẳn sẽ không cho Sở Trần bất kỳ một tia cơ hội thở dốc nào. Trong khán phòng, Triệu Thiên Hạo bật cao than âm, bác mình có cá, cây eo danh là côn, nhưng mà, Sở Trần ngươi không phải là còn, là ba ba a. Có bản lĩnh phản kích a, đừng làm con rùa đen rụt đầu. Thanh ám mang theo khiêu khích nồng dặm của Triệu Thi Ôn Hạo nhát thời khiến cho hiện trường một trận bất mãn thanh âm. Không ít người chỉ vào Triệu Thiên Hạo mắng to, nhưng mà, cục diện trước mắt, Sở Trần quả thật rơi vào thế hạ phong, bọn họ cho dù là mắng, cũng bớt đi một chút lo lực. Sở Khai Bình nhìn thoáng qua phương hướng của Triệu Thiên Hạo. Thần sắc trầm xuống, lập tức thản nhiên nói, khiến cho tên kia cắm miệng. Bên cạnh Sở Khai Bình, có người lặng yên lui ra phía sau, chậm rãi di về phía sau Triệu Thiên Hạo. Uy Dương có ba ba, tèn là Trần. Triệu Thiên Hạo không thèm để ý mọi người chửi bới chút nào. Theo hắn thấy, kẻ ẻo mới có thể tức giận hổn hển mắng to. Cho nên, Triệu Thiên Hạo càng thèm đắc ý đột nhiên. Một ảm thanh đau đớn phát ra từ dầu. Có người đằng sau đánh lén. Triệu Thiên Hạo kêu thám một tiếng, thân thể ngã xuống đất. Sau đó đám người một trận sao động, y không ít người lòng bàn chân đều không cẩn thận cọ lên quần ảo Triệu Thiên Hạo. Triệu Thiên Hạo thống khổ kêu thảm thiết, một màn này. Đám người Tống Thu đối diện rất hả giận, y Tổng Thu lại cười ha ha, người lợi hại như vậy. Y sao không đánh trả a? Y Triệu Thiên Hạo chật vật không chịu nổi đứng lèn. Y nhìn thoáng qua xung quanh minh, cũng không có y thấy nhân vật khả nghi nào. Ánh mặt hung háng nhìn chằm chằm Tống Thu đổi diện. Triệu Thiên Hạo vừa định mở miệng, phía sau lại truyền đến một trận cảm giác lạnh như băng, lúc này không dám lén tiếng nữa. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt NSLN về phía lôi đài. Hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy cánh Sở Trần bị đảnh ngã xuống. Chằm Sở Trần, trong lúc bất chợt cười lạnh nói một câu. Lại phát lực, chiêu số đột biến. Hắn đã thăm dò rõ bộ dạng Tiêu Diêu Du mà Sở Trần thi triển ra, một quyền hung mãnh cắt đứt hư không, đánh thẳng vào ngực Sở Trần. Trà trộn vào Uy Dương quyền quán cỏ một bộ phận nhỏ người trong giới võ giả, lúc này đều NSLN ra hiểm cảnh của Sở Trần, theo bản nàng phát ra thanh âm kinh hô. Tống Thu nắm chặt nắm tay, tim đập đến cố họng. Giữa tốc độ ánh sáng, động tác của Sở Trần lại phảng phất thoảng cái thong thả xuống, hai tay bảo vệ vị trí ngực. Đột nhiên bắt lấy nắm đấm của Triệu Phương Tuyền. Mượn lực giảm bất lực, ba một tiếng, thân thể Triệu Phương Tuyền vọt về phía trước vài bước, quay đầu lại nhìn Sở Trần, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi. Thần sắc nhất thời trầm xuống, lần nữa cường thế công kích. Động tác của Sở Trần trộm hơn rất nhiều, nhưng lúc này làm cho người ta có cảm giác phòng ngự lại tảng lên gập đỗi. Tại đây chén lôi đài mỗi một giây đều tràn ngập nguy cơ, Sở Trần động tác chậm. Lại làm cho người ta có một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Thải cực của anh rẻ, Tống Thu nhát thời kích động, buột miệng hô lèn tiếng, hắn tận mắt nhìn thấy Sở Trần biểu đi ẻn nghĩa sâu xa thái cực. Hiện tại Sở Trần trực tiếp vận dụng thải cực vào thi triển. Trông rất giống như tòa ô đã làm việc trong cống viên mỗi buổi sáng, nhưng tại sao tôi không mạnh mẽ như vậy? Thái cực, một trong những loại võ thuật phổ biến nhất Trung Quốc, thái cực bình thường có thể vận dụng vào thực chiến sao? Sở sư phụ thi triển ra, mới là thái cực thật sự a. Ánh mắt tét cả mọi người nóng bỏng, không chớp mắt. Bên ngoài Uy Dương quyền quán, lúc này cũng vang lên một trận thanh âm kinh hô. Hầu như tất cả mọi người đang cúi đầu nhìn vào điện thoại di động. Trên một số nền tảng phát sóng trực tiếp, có người lúc này đang ở trong quyền quán đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Thái cực của Sở Trần,
quả thực xuất thần nhập hóa. Ai nói Sở Trần không có tư cách cùng võ đạo tông sư đánh một trận? Không ít người phấn khích, y trên lôi đài, Sở Trần vận dụng thái cực, rồi khảng Triệu Phương Tuyền. Ngay từ đầu Triệu Phương Tuyền quá thật không thích ứng được nheo. Liền tục bại lui, nhưng dần dần, Triệu Phương Tuyền trung quy vẫn là võ đạo tông sư có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tìm được sơ hở của Sở Trần, một quyền thẳng vào. Sức mạnh võ đạo tông sư, muốn phá huyền diệu của thái cực, y ngàn càn treo sợi tóc, y Sở Trần hai tay xẹt qua thái cực đò, cước bộ lại y dẫm ra càn khôn bộ. Càn khôn bộ, kỳ môn cơ sở bộ pháp, khuôn mặt Nam Cung Quản hiện lẻn một nụ cười, kỳ môn thuật, mới là át chủ bài thật sự của Trần Trần đổi trên võ đạo tông sư. Tiên thiên võ giả tầm thường, không có khả năng cùng võ đạo tông sư đối kháng. Thiên phú hiểu nghiệt, còn là kỳ môn thiên kiêu. Càn khôn bộ, thuật quy định phạm vi hoạt động. Trong nhảy mắt này, Sở Trần lấy càn khôn bộ đạp ra thuật quy định phạm vi hoạt động, hai tay vẽ ra thái cực đò. Bổ sung cho nhau, ngắn cản một kích này của Triệu Phương Tuyền. Đồng tử Triệu Phương Tuyền chợt co rụt lại, hắn rõ ràng đá TLM được sơ hở của Sở Trần, nhưng lại ở giữa lúc tốc độ ánh sáng, bị Sở Trần ngăn cản lại. Triệu Phương Tuyền lởn lén ở Nam Mỹ, võ thuật cổ Trung Quốc còn hiểu rõ không sâu, chứ đừng nói đến kỳ món thuật thần bí khó lường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Phương Tuyền trong lòng có loại cảm giác bất an khó hiểu. Sở Trần vẫn là Sở Trần trước mắt này, nhưng Triệu Phương Tuyền cảm giác cố loại cảm giác không thể chạm tới. Triệu Phương Tuyền cung không bị ẹt dây lã thuật quy định phạm vi hoạt động khóa hấn lại, mà là trước tiên ánh mặt kinh hãi nhìn về phía Nam Cung Quân, ngươi làm cái gì vậy? Trong mắt Triệu Phương Tuyền, chỉ có Nam Cung Quân mới có thể thần không biết quý không hay làm hắn sinh ra loại cảm giác này. Nam Cung Quản, khán giả có mặt, Sở Trần, đạp đạp đạp, Triệu Phương Tuyền đột nhiên lui về phía sau vài bước, ánh mắt nhìn chầm chầm Nam Cung Quản. Triệu Phương Tuyền, người có ý gì? Tống Thu cưỡi nhạo, không phải là một ánh mã thần tèn tỉ tỉ của ta ảnh hưởng đến phát huy của ngươi chứ? Triệu Phương Tuyền cau mày, vừa rồi cái loại cảm giác quỷ dị này đã biến mất không thấy đâu. Nửa hồi, Triệu Phương Tuyền ghẻ mắt nhìn về phía Vệ Thu Cản. Vệ Thu Cản cũng rất không hiểu cách làm của Triệu Phương Tuyền, lắc đầu. Theo hẳn thấy, Triệu Phương Tuyền vừa rồi rõ ràng đã vừng vàng chiếm cứ thế cục trên sàn. Lại ở thời khắc mấu chốt nhát rút lui về phía sau, cách lãm này. Quả thực có chút, ngốc. Không chỉ như thế, còn nói về phía Nam Cung Quản một cậu không giải thích được. Vệ Thu Căn vẫn lũ ỏn phái người theo dõi Nam Cung Quân, còn có toàn trường giám sát chám chú. Nếu như không phải nói Nam Cung Quân có đi dây động di, thật đúng là như lời Tống Thu nói, cô chỉ là dùng ánh mắt nhìn Triệu Phương Tuyền một cái mà thôi. Tất cả mọi người nhìn Triệu Phương Tuyền, không có cách nào lý giải. Xem ra, thần tiên tỷ tỷ mang đến cho Triệu Phương Tuyền bóng ma thật sự quá lớn. Triệu Phương Tuyền, thần tiên tỷ tỷ không noi vú rực. Có ta dùng ánh mắt ré hủ đê giấu bé ha ha ha. Triệu Phương Tuyền vì thất bại của Minh Kiếm Cở sao? Tỏi đột nhiên tràn đầy tin tưởng vào Sở Trần. Trên lõi đài, Triệu Phương Tuyền lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, xem ra vừa rồi đúng là Minh kinh hãi một hồi. Nếu Nam Cung Quân không nhúng tay vào. Như vậy, mặc kệ Sở Trần dùng thủ đoạn gì, hôm nay đều chắc chắn phải thua. Triệu Phương Tuyền đột nhiên xông lên, quyền pháp của hắn hợp với nhiều loại thuật cận chiến ở Nam Mỹ. Biến hóa đa đoan, ẩn chứa sức mạnh cường đại, nhất là trong thực chiến lực sát thương cực lớn. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Triệu Phương Tuyền cho rằng mình căn bản không có phát huy ưu thế của mình ra, ngược lại bị Sở Trần khéo léo hóa giải lực độ của hắn. Với thực lực điêu luyện, là ý thức chiến đấu chủ yếu của Sở Trần hôm nay. Luận sức mạnh, tiên thiên võ giả không có khả năng chống lại võ đạo tổng sư. Bất luận là tiêu diêu du trường pháp hay là thái cực, đều ẩn chứa đầy đủ ý niệm dùng sự mềm mại để chinh phục sức mạnh. Một sự việc nhỏ vừa rồi khiến Triệu Phương Tuyền bị không ít người chê cười, nhưng sau khi Triệu Phương Tuyền tỉnh táo lại, ngược lại đầu óc thanh tinh không ít. Mình quá mức nóng lòng muốn đánh bại Sở Trần, ngược lại bị hắn kiềm chế sức mạnh. Giờ khắc này, Triệu Phương Tuyền diệt trừ tạp niệm trong lòng, cường thế đạp sải bước xông về phía trước, phát huy uy lực quyền cước đến cực hạn. Ám, ám, khi tiếp cận Sở Trần, Triệu Phương Tuyền lại nhận ra một cỏ sức mạnh quỷ đi dây kia. Thái cực rồi hai tay Sở Trần vẽ ra phảng phất ẩn chứa năng lượng huyền ảo nào đó. Triệu Phương Tuyền cũng không biết, đó là hiệu quả thái cực phối hợp thuật quy định phạm vi hoạt động. Nhưng,
Kỳ môn thuật dù bí ẩn đến đâu cũng không chống lại dược sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ. Dưới sự toàn lực trúng kích của Triệu Phương Tuyền, thuật quy định phạm vi hoạt động rất nhanh bị phá, Sở Trần cảm nhận được sức mạnh bàng bạc trước mặt mà đến. Nhất thời chân đạp càn khôn bộ, giống như nghênh giỏ bỏng liễu, nhảy lén. Bay lén trời nhảy lên, chợt xoay người một trường, lòng bàn tay có xẻ, bùa ở trong tay, uy năng của tiểu ngũ lôi phù nổ tung mà mở ra. Trong mặt người bên ngoài, một trường này của Sở Trần ẩn chứa kinh lực siêu phàm. Không ai biết, Sở Trần đã bắt đầu sử dụng thủ đoạn kỳ môn, ứng phó với công kích của Thiệu Phương Tuyền. Kể cả Thiệu Phương Tuyền cũng nghĩ không ra, rõ ràng đủ để phá hủy một quyền của Sở Trần, vì sao Sở Trần còn có thể tiếp nhận. Hắn thật sự chỉ là tiên thiên võ giả sao? Triệu Phương Tuyền đều không khỏi hoài nghi, nhưng, thân pháp động tác cũng không có chút dừng lại. Hắn không biết Sở Trần dùng thủ đoạn gì để cùng hắn đọ sức, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, luận thực lực thật sự, Sở Trần quả thật không bằng hắn. Một quyền, sắc bén bá đạo, trận quyết đấu kéo theo ánh mắt toàn bộ mạng đã đến tình trạng gay cán. Chấm, sau khi thời sự buổi tòi dương thành liệt kê tư liệu hai bên quyết đấu, không ít người trong lòng đều toát mồ hôi lạnh, đối với tình cảnh của Sở Trần tỏ vẻ lo lắng, dù sao Triệu Phương Tuyền cung là cường giả quyền giới thành danh nhiều năm. Một trận đấu được công nhận là không công bằng, Sở Trần lại dựa vào võ thuật khéo léo, cùng Triệu Phương Tuyền đọ sức, đứng ở thế bát bại. Không hổ là đệ tử Cửu Huyền môn, ngay cả Sở Khai Bình cũng nhịn không được tán thường, tiên thiên võ giả có thể cùng võ đạo tông sư quyết chiến đến trình độ này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thầy giỏi có trò hay, ánh mắt thanh niên Tiểu Du nóng rực, hai tay của hắn vẫn nắm chặt, nội tâm cũng đang nắm chặt vô cùng. Cố lên, xung quanh Uy Dương quyền quán, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt, ngưng thần nín thở. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo trơm IUIE nặng en.vn chân chi én giáo ná một dưới thế tấn công cuồng phong bảo táp của Triệu Phương Tuyền, Sở Trần lần lượt thần kỳ tránh nẻ hóa giải. Cửu huyền kỳ thuật, kỳ môn trận pháp, trong lúc tốc độ ánh sáng. Bùa trong lòng bàn tay Sở Trần đột nhiên chợt lóe. Trường tâm kỳ trận, lôi quang chớp động, ảm, Triệu Phương Tuyền bất ngờ không kịp đề phòng, lùi về phía sau một bước, nhưng mà, thân thể đột nhiên vọt tới, một quyền như hổ, đồng dạng cũng bước lui Sở Trần một bước. Hai bên người tới ta lui, mỗi người một sở trường riêng. Một màn này, làm Triệu Thiên Hạo cảm giác được không thể tin. Sở Trần, sao còn chưa bại? Triệu Thiên Hạo nhìn tiếp nhận hình ảnh nhìn thấy trước mắt. Triệu Phương Tuyền chính là tồn tại cấp bậc võ đạo tông sư. Sở Trần thì tính là cái gì? Nếu không phải đối thủ của Sở Trần là Triệu Phương Tuyền, Triệu Thiên Hạo còn tưởng rằng đối phương đang đánh giả. Võ đạo tông sư versus tiên thiên võ giả, va chạm ở các cặp độ khác nhau, thế nhưng đánh dến khó phân chia. Còn người Nam Cung Quân cũng một mực nhìn chăm chú trận chiến đấu này, đến giờ khắc này, khuôn mặt Nam Cung Quân nổi lên một nụ cười, Trần sắp thắng rồi. Lời vừa dứt, Tống Thu ở một bên theo bản năng sửng sốt. Hình ảnh trước mắt, hai bên nhiều lắm là càn sức nắc ninh tài, Sở Trần cũng không có chiếm thượng phong. Nhưng, Tống Thu đối với lời nói của thần tèn tí tỉ, ị tin tướng không nghi ngờ, hàn nhát thời kích động, hai mắt mở to. Chẽn lôi đài, phong vân đột nhiên biến đổi. Thàn ảnh Sở Trần trong nháy mắt giống như hư ảo, chân đạp bộ pháp thần kỳ, đột nhiên, trên lôi đài phảng phất xuất hiện ba Sở Trần. Nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Dưới sự gia trì của kỳ môn trận pháp, tàn ảnh như chất. Bù, 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 ba đạo bóng dáng trong nháy mắt vọt về phía Triệu Phương Tuyền. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong tốc độ ánh sáng. Đôi mắt Sở Trần toát ra vẻ tự tin nồng đậm, cửu huyền môn, thu thập kỳ thuật thiên hạ, võ thuật cổ. Nhưng mà, bon môn tuyệt học thật sự của cửu huyền môn, gọi là cửu huyền bí thuật huyền diệu cường đại. Lúc này Sở Trần thi chỉ ra một kích. Chính là thuật thứ bảy của cửu huyền bí thuật thiên tàn ảo ảnh. Một quyền giống như tiếp thông thiên địa, thân ảnh hư ảo, quyền động mà kinh thiên. Ảm, 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 ánh mắt Triệu Phương Tuyền toát ra kinh hãi. Hắn cảm giác được Sở Trần trong nháy mắt bày ra thực lực, vượt xa sức mạnh của hắn. Triệu Phương Tuyền toàn lực ngăn cản, bước chán vẫn lui về phía sau vài bước. Sở Trần bước dài xông lên, thuận thế mà tấn công. Cửu huyền bí thuật thuật thử 9, kim xà triền ti. Cửu huyền bí thuật tổng cộng có 36 thuật, Sở Trần nắm giữ, chỉ có một nửa trong đó mà thôi. Mỗi một loại bí thuật đều có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, dung hợp thủ đoạn của kỳ môn. Thán ảnh như dán, quán quanh mà lèn. Tiểu Phương Tuyên lập tức mát gì bóng giang Sở Trần,
nhưng Sở Trần rõ ràng đang ở trước mắt mình. Sở Trần, người đây là yêu thuật gì? Trán Triệu Phương Tuyền chảy ra mồ hôi lạnh, hắn theo bản năng lui về phía sau, nhưng thế tấn công của Sở Trần như thủy triều, trong lúc ầm ầm. Thân thể Triệu Phương Tuyền bay ngang ra, ngã xuống đất, hai bên vốn càn tài ngang sức. Sau khi Sở Trần liên tiếp thi triển ra cửu huyền bi thuật thắng bại đã phân. Uy dương quyền quán, làm vào trong yên tĩnh ngắn ngủi. Một giây sau, thanh ám kinh hô trực tiếp nhấc lên trời. Sở Trần thắng rồi, trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều choáng váng, bao gồm cả Tống Thu. Giờ khắc này, Tống Thu trợn mã há hộc mồm. Hẳn mặc dù trong lòng có chút chuẩn bị, dù sao vừa nghe xong thần tẽn tì tì nôi Sở Trần sắp thắng. Nhưng hai chiêu này của Sở Trần, vẫn là ngoài dự liệu của Hần. Thiên tàn ảo ảnh, kim xà triền ti, Tống Thu lần đầu tiên nhìn thấy Sở Trần thi triển cửu huyền bí thuật. Nếu như núi Tống Thu nhìn thấy tiêu diếu du trường pháp, thời điểm võ thuật cổ thái cực, cảm giác mình mở ra một cánh cửa mời, như vậy giờ khắc này, Tống Thu nhận ra, thế giới phía sau cánh của này so với tưởng tượng của hắn còn thần bí khó lường hơn. Thắng rồi, bẽn trong uy dương quyền quán, tiếng vỗ tay như sấm. Lợi hại, Sở Khai Bình chân thành tán thưởng, đây chính là uy phong của thiên hạ đệ nhất kỳ môn. Cung Trường Hồng cảm thán, trong đám người, con người Diệp Yến lóe ra hào quang âm lãnh, quả nhiên lại là như vậy. Không ai coi trọng Sở Trần, nhưng hắn lại thắng. Diệp Yên nhìn chằm chằm Sở Trần trên lôi đài, trong con người bắt đầu khởi rộng quang mang vô cùng oán hận. Sở Trần, tôi không tin. Anh mỗi một lần, đều có thể gặp dự hóa lành. Diệp Yên không chút do dự xoay người rời đi, thân thể Vệ Thu Căn ngây ra như phỗng, hắn thủy chung nghĩ khỏng ra, Sở Trần làm sao có thể thắng. Thật lâu sau, Vệ Thu Càn chỉ có thể mắng to một tiếng, Triệu Phương Tuyền, thì ra là phế vật. Trên lôi đài, Triệu Phương Tuyền đã giãy giụa đứng lên, ảnh mất mang theo không cam lòng, không thể tin nhìn chằm chằm Sở Trần, người thi triển, là yêu thuật gì. So với thuật cận đầu Nam Mỹ thô giáp, võ thuật Trung Quốc thần kỳ. Trong mắt các người, quả thật cũng giống như yêu thuật vậy. Sở Trần cười tủm tỉm mở miệng, nhìn Triệu Phương Tuyền, cũng là võ đạo tông sư, người cũng quá yếu ớt tổ. Nếu như là võ đạo tông sư ở Trung Quốc đứng ở lôi đài này, ta chưa chắc có thể thẳng. Thân hình Triệu Phương Tuyền mạnh liệt chấn động, đôi mắt bắt đầu xuất hiện vẻ oán hận, gầm nhẹ xông lên, người nhất định thắng sao. Vút, trong tay Triệu Phương Tuyền rõ ràng xuất hiện một thanh trùy thù. Trùy thù sáng như tuyết xẹt qua. Ở dây vang lên y trận thanh âm kinh hò. Mẹ kiếp, từng đạo ánh mắt trợn to đến cực hạn, Triệu Phương Tuyền khuôn mặt dữ tợn. Chùy thủ trong tay sắc bén đâm về phía Sở Trần. Không ít người đều kinh hãi đại biến. Sở Trần cẩn thận, tốc độ ánh sáng, đôi mắt Sở Trần lướt qua một đạo sắc bén. Thân ảnh chợt lóe, tay đẩy ám dương, chân đạp cửu cung, trong phút chốc quy định phạm vi hoạt rộng, làm động tác của Triệu Phương Tuyền hơi dinh trệ một chút, ra tay như điện. Đoạt lấy chủy thủ trong tay Triệu Phương Tuyền, thuận thế một cước đá ra ngoài, thân thể Triệu Phương Tuyền giống như diều đứa dây bay ra lòi đài, nâng nề ngã trên mặt đất. Liên tiếp lăn vài vòng, vái ngụm máu tươi phun ra. Nằm sấp chẽn mặt đất, Sở Trần rúa giỡn chủy thủ trong tay một chút, đột ập nhiên vung lén, chủy thủ đóng dinh bổn tai Triệu Phương Tuyền. Mũi nhọn thấm vào trán, cả người Triệu Phương Tuyền lại co rút một lần nữa. Chỉ là võ thuật mèo cào này. Không nên học người khác chơi đao. Sở Trần lắc đầu, đi tới bên cạnh lôi đài, từ trên cao nhìn xuống Triệu Phương Tuyền, còn có thể đi lên đánh một trận không? Nếu có thể, đừng để ta chờ đợi lâu. Bèn trong uy dương quyền quán yễn lĩnh, quanh quản thanh ảm của Sở Trần. Tiểu Phương Tuyền cảm giác được những lời này có chút quen lai, cẩn thận suy nghĩ, nhặt thời tức giận còng làm, ngàng đầu lồn, ngươi, thân hình Triệu Phương Tuyền kịch liệt run rẩy. Một ngụm máu tươi lần nửa phun ra, chợt hai mặt tối sầm lại, hòn mê bất tỉnh, trận chiến đã kết thúc. Võ thuật cổ Trung Quốc, thả ngô tì én hoan hò vang vọng y rong nhỏ y mất. Bẽn ngoài uy dương quyền quán, không ít người thông qua video điện thoại nhìn thấy hình ảnh này, cũng đều xôi trào. Ai nói sư vương tranh bá có nội tình, đứng ra. Cũng không nhìn Sở Trần là đệ tử của ai, thần tẽn tỉ tỉ dậy ra tèn đồng, thực lực cỏ thố kẻm sao. Giới quyền Anh Nam Mỹ phải mất mặt đến cùng, y vô sổ người phấn chấn, phấn khích, anh Trương, khóng phải tỏi đang nằm mơ trừ. Trung Định Anh cho đến giờ phút này vẫn chưa hoàn hồn lại, không thể tưởng tượng nổi mở miệng nổi, Sở Trần dĩ nhiên thắng rồi. Phải biết rằng, trong tư liệu thời sự buổi tối Dương Thành tra được, Triệu Phương Tuyền là quyền vương nổi danh toàn cầu, mà Sở Trần,
suy cho cùng, chỉ là mới xuất hiện, một người con rể tới từ Tổng Gia Thiền Thành. Trước khi chiến dấu bắt đầu, trong lòng Trung Định Anh luôn toát mồ hôi lạnh, tim cũng bắt đầu thắt lại. Nhưng không nghĩ tới, Sở Trần không chỉ thắng, quá trình thắng lợi, dĩ nhiên so với tưởng tượng của cô thoải mái hơn. Cơ thuật cận chiến Nam Mỹ, thật sự không chịu nổi y một kích như ví sao. Không chỉ có Trung Định Anh, giờ khắc này, trong lòng không ít người cũng toát ra một ý niệm như vậy. Xong rồi, thấy một màn này, ánh Mã Triệu Y Thiên Hạo toát ra tuyệt vọng. Trận lôi đài chiến này, đám người Lai Đặc Mã Luân còn đặc biệt chú ý. Vì thế, Triệu Thiên Hạo còn sai người đặc biệt phát sóng trực tiếp xuyên đại dương tiến trinh lôi đài chiến cho đám người Lai Đặc Mã Luân. Cục diện bây giờ, Triệu Thiên Hạo rõ ràng, mình chỉ sợ đời này cũng không có cách nào bước trở về Nam Mỹ một bước. Sau khi thân thể Triệu Thiên Hạo kịch liệt run rẩy một hồi, hai mặt cùng tối sầm lại. Ngát đi, di trên lòi đài, ánh mắt Sở Trần NSLN về phía Vệ Thu Cản, cười tủm tỉm mở miệng, làm phiền Uy Dương quyền quán, chăm sóc tốt cho bạn bè quốc tế của các người, đối tác trong giới quyền Anh. Vừa dứt lời, Sở Trần tiêu sái xoay người, đi xuống lòi đài kèm theo đó là một trận tiếng hoan hô. Sư phụ, có người xông về phía Vệ Thu Cản, lo lắng nói, các đệ tử quyền quán chúng ta bạo động, đều nói Uy Dương quyền quán thế nhưng lại hợp tác với thuật cận chiến Nam Mỹ yếu đuối. Chứng tỏ Uy Dương quyền quán chúng ta thực lực có hạn, không xứng nhận đồ đệ. Bọn họ đều yêu cầu trả học phí. Nghe vậy, Vệ Thu Cản nhất thời tức giận, ai dám nói những lời này. Tất cả đều trục xuất bọn họ ra khỏi Uy Dương quyền quán. Người nọ trần chờ một chút, thật cẩn thận nói, cơ họ tất cả các đệ tử của quyền quán. Vệ Thu Cản hai mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống. Anh rẻ, Tống Thu thấy Sở Trần đi tới, nhất thời vô cùng kích động. Bà xã. Sở Trần ôm Tống Nhan, Tống Thu, lại có thể bị phớt lờ. Ánh mắt Tống Thu ai oán nhìn Sở Trần, công phu vừa rồi Sở Trần thi triển ra, hắn cũng muộn học. Em biết anh sẽ thẳng, thanh âm Tống Nhan dịu dàng, dung nhan tuyệt mỹ nổi lên nụ cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Va chạm giữa thuật cận chiến thanh thế cuồn cuộn cùng võ thuật cổ Trung Quốc hạ màn. Võ thuật cổ Trung Quốc hoàn thành song sát, Nam Cung Quân lấy một địch nảm, lực phá nảm đại cao thủ đỉnh phong Nam Mỹ. Sáng lập ra thần thoại của võ thuật cổ Trung Quốc, mà Sở Trần thì là đại diện của võ thuật cổ trẻ tuổi, tiếp diễn thần thoại của võ thuật cổ Trung Quốc, dưới sự chú ý của vạn người, lẩy tư thải dễ như chờ bàn tay đảnh bại Triệu Phương Tuyền. 10 giờ tối, trang web chính thức của thời sự buổi tối Dương Thành mới ra mắt báo mới. Nam Quyền Chi Sư, danh xứng với thực, toàn bộ bài báo miêu tả trận chiến giữa Sở Trần và Triệu Phương Tuyền, không chút che giấu nào mà khen ngợi Sở Trần. Trong mặt người bên ngoài, bài báo của thời sự buổi tối Dương Thành cơ hồ đã trở thành kênh truyền thông chính thức của Sở Trần. Buổi tối hôm đó, không chỉ có thời sự buổi tối Dương Thành, các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin về trận chiến này của Sở Trần. Sở Trần cùng nhận được điện thoại của Sở Khai Binh, phương diện truyền thông hấn không áp chế được, chỉ có thể tận lực không cho Sở Gla tiếp xúc với tin tức truyền thông bên Dương Thành. Nhưng mà, cơ hội che giấu quá khứ là quá thấp, để cho Sở Trần trong lòng chuẩn bị tốt cho sự xuất hiện của Sở gia. Sở Trần cũng không phải rất lo lắng, dù sao, hiện giờ anh đã có thể ốm mỹ nhân trở về. Cũng đã rén lúc gặp cha mẹ rồi. Biệt thự Tống gia, tổ ấm nhỏ hai người, trong chán, hai người nói lời ngon tiếng ngọt. Khi Sở Trần nhắc tới muốn dẫn Tống Nhan đi gặp gia trưởng, nội tâm Tống Nhan có chút thấp thỏm bất an. Tống gia bây giờ, ở Thiền Thành như mặt trời ban ngày, mo, hồ muốn chiếm cứ vị trí của Hoàng gia. Nhưng Tống Nhan từng nghe Sở Trần nói Sở gia không đơn giản. Gia tộc đệ nhất kinh thành. Tống Nhan lúc ấy cảm thấy Sở Trần đang nói bậy, hiện tại hồi tường lại, Sở Trần đều nói sự thật. Những người trong nhà anh, có thể cảm thấy em không xứng với anh hay không? Nội tâm Tống Nhan cao thỏm, Sở Trần nắm Tống Nhan, truyền đến cảm giác dao động, nháy mắt cười, nếu ngay cả tam tiểu thư Tống gia cũng không xứng với anh, vậy chẳng phải anh nhất định cả đời đều an phận độc thân sao? Tống Nhan sắc mặt đỏ lên, miệng lưỡi trơn tru, nhưng... Em vẫn phải chuẩn bị một chút, anh cho em một chút thời gian, ít nhất, cũng phải chờ Bắc Trần hoàn toàn phát triển, em cũng không thể để cho cha mẹ anh cảm thấy, em chẳng làm nền trò trống gì. Không vội, dù sao anh cũng là con rể ở rể nhà các người. Sở Trần cười cảm thụ một chút cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay. Nghe vậy, Tống Nhan ngược lại trong lòng cả kinh, lo lắng nói, bọn họ có thể bởi vì chuyện này hay không, trách tôn xuống, em yên tâm đi. Cha anh là một người hợp lý.
Sở Trần an ủi Tống Nhan, ông ấy từ trước đến nay đều là lấy lý thuyết phục người khác. Tống Nhan gật gật đầu. Sau khi Trần chờ một chút, Tống Nhan nhịn không được thắp giọng nói, Sở Trần, hôm nay em nhìn vẻ mặt của Tiểu Thu, nó thật sự hoàn toàn mê mẩn võ thuật cổ, nó từ nhỏ đến lớn không thích đọc sách, nên thích võ thuật quyền cước, anh phải dạy nó thật tốt. Không thành vấn đề, thân là anh rể, anh nhất định dốc túi truyền cho. Sở Trần xoay người, cùng Tống Nhan bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dần dần nóng rực, thân là ổng xã, anh đối với em cũng phải dốc túi truyền cho. Tống Nhan theo bản năng ngượng ngùng tránh né ánh mắt Sở Trần, đồng thời thốt ra em lại không học võ. Ánh mắt Sở Trần mang theo vài phần cười xấu xa, em lập tức cảm nhận được. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, buổi trưa Tống Nhan hiếm khi đến công ty, Sở Trần vừa lúc vô làm gì, liền theo Tống Nhan đến tòa nhà Kim Bãi. Tòa nhà Kim Bãi, tầng 21, Sở Trần và Tống Nhan sóng vai đi vào. Trần Tổng, con người cô gái ổ trẻ ở quầy lễ tân trực tiếp phát sáng, kích động hò một tiếng. Các nhân viên của công ty nhao nhao chào hỏi. Chào Trần Tổng, chào bu ỏi chưa Sở Tổng. Nhân viên Bắc Trần trong lòng chân thành kính nể Sở Trần. Trận chiến truyền kỳ Bắc Trần Cường Sinh Hoàn đánh vào thị trường Thiền Thành, chính là do Sở Tổng tự minh chủ đạo. Điểm này, Hạ Tổng đã không chỉ một lần nói trong công ty. Bắc Trần có thể nối được đường dây linh bảo đường này, cũng hoàn toàn lá bởi vì quan hệ của Sở Tổng. Cho nên, Sở Tống tuy rằng không ở công ty, nhưng mà, trong truyền thuyết của Sở Tổng lại được truyền khắp công ty. Sở Tổng, trận chiến ngày hôm qua của anh tôi xem rồi, Sở Tổng anh là niềm tự hào của tôi. Trong phòng làm việc, Tống Nhan pha cho Sở Trần một chén trà, anh xem mức độ hoan nghênh của anh ở công ty, nói là đế vương đi tuần cũng y không quá đáng. Y Sở Trần cười tủm tím đặt Tống Nhan lên ghế, hai tay ấn bả vai Tống Nhan, bà xã, anh thấy Bắc Trần đã đi vào quỹ đạo, chỉ dựa vào một loại thuốc ỷ dưỡng sinh hoàn của Bắc Trần, rất khó để Bắc Trần trong thời gian ngắn quật khởi nhanh hơn, anh có một đề nghị, bọn em đã thảo luận trong cuộc họp rồi. Tống Nhan nói, nhưng, Hạ tiên sinh căn dặn đủ điều, nếu như nói Bắc Trần dưỡng sinh hoàn là mũi nhọn Bắc Trần xông vào thị trường Thiền Thành. Như vậy, loại thuốc thứ hai của Bắc Trần, nhất định phải trở thành đạn pháo của Bắc Trần. Sau khi mũi nhọn bị bẻ gãy, lại dùng đạn pháo bắn phá, như vậy có thể làm cho Bắc Trần hoàn toàn có chỗ đứng vững. Cho nên, loại thuốc thứ hai của Bắc Trần, đặc biệt quan trọng, chúng ta lựa chọn phương hướng nghiên cứu sản phẩm, cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng, vạn phần cẩn thận. Sở Trần gật gật đầu, có manh mối chưa? Tống Nhan bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc mới cần thời gian rất dài, chúng ta tuy rằng có dược phẩm hạ gia làm hậu thuẫn, cung cấp một số dược vật nghiên cứu hỗ trợ, nhưng mà, muốn trong thời gian ngắn xuất ra một loại thuốc mới có thể làm cho người ta nhớ kỹ dược phẩm Bắc Trần, cũng không dễ dàng. Biện pháp luôn có, Sở Trần vừa muốn tiếp tục mở miệng, cửa phòng làm việc đớ bị gõ. Sau khi Hạ Bắc tiến vào, thật cẩn thận hỏi một câu, Trần ca, không quấy rầy anh trừ. Quấy rầy rồi. Sở Trần trả lời, Hạ Bắc sửng sốt, Tống Nhan lườm Sở Trần một cái, lập tức nhìn Hạ Bắc nói, có việc sao? Hạ Bắc phục hồi tinh thần lại, ho một tiếng, thật ra, là chuyện riêng. Hai người cũng biết, địa vị của tôi ở nhà, từ trước đến nay không đọc tốt lắm, Bắc Trần đánh vào thị trường Thiền Thành, làm cho tất cả mọi người chấn động, địa vị của tôi ở nhà, cũng có chút tăng lên, tối nay, có một đám trong giới tụ hội, thường ngày mà nói, sẽ không mời tôi. Lần này bọn họ mời, Hạ Bắc trông mong nhìn Sở Trần, Trần ca có thể cùng tôi đi hay không? Lời vừa dứt, khóe miệng Sở Trần không khỏi nhẹ nhàng co rút. Cậu tốt xấu gì cũng đường đường là tam thiếu gia Hạ gia, từ cửa này đi ra ngoài, mỗi người đều gọi cậu một tiếng Hạ Tổng. Sở Trần giờ khóc giờ cười, chỉ là một bữa tiệc, cậu còn kinh sợ. Đây cũng không phải là tụ hội bình thường, cái giới này, là cao cấp nhất trong thế hệ trẻ của giới thương nhân Dương Thành. Thần sắc Hạ Bắc thấp thỏm. Nghe nói buổi tụ tập tối nay vẫn có mục đích, cụ thể là cái gì tôi không biết, nhưng, Hạ Bắc trông mong nhìn Sở Trần. Sở Trần khẽ cười, cậu cũng đã nói, đây là tụ hội cao cấp nhất trong giới thương mại Dương Thành, cậu cũng là lần đầu tiên được mời, cậu còn có thể tùy tiện dẫn theo người khác. Chắc chắn không thể, nhưng Trần ca, Hạ Bắc cười hắc hắc, Trần ca tới, chỉ làm cho buổi tiệc tối nay thật là vinh hạnh. Tống Nhan liếc Hạ Bắc một cái. Cô có chút hoài nghi tam thiếu gia Hạ gia này không phải lo lắng cái gì, mà là thuần túy hy vọng dẫn theo Sở Trần đi qua, khoe khoang một chút. Các người xem, Mam Quyền Chi Sư Sở Trần, là anh em của tôi. Sở Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, tối nay cậu đến đón tôi.
Sau khi Hạ Bác rời khỏi phòng làm việc, Tống Nhan cũng bắt đầu bận rộn, Sở Trần nhàn rỗi nhàm chán, đi dạo một vòng ở Bắc Trần, cuối cùng đi vào phòng làm việc của Hạ Ngôn Hoan. Sở Tổng, Hạ Ngôn Hoan đứng lên, Hạ tiên sinh còn khách sáo với tôi. Sở Trần cười cười, trực tiếp tiến vào vấn đề chính, mấy ngày nay, dưới tầng có hành động gì không? Nghe vậy, thần sắc Hạ Ngôn Hoan trực tiếp ngưng trọng vài phần, nói đến kỳ quái, loại dược phẩm của Tiền thị cùng Bắc Trần Cường Sinh Hoàn lẽn kệ, vậy mà trực tiếp hạ giá. Điều, nấy quá không phù hợp với lẽ thường, Tiền lão gia tuy rằng thua đánh cược, nhưng thuốc mới của Tiền thị ở trên thị trường danh tiếng không tệ, thậm chí còn dẫn đến phản ứng nhất định, Tiền thị thế nhưng không một tiếng động hạ giá thuốc mới. Sở Trần nhíu mày một chút, anh luôn cảm giác Tiền thị ở sau lưng làm động tác gì, nhưng mà, cụ thể cũng không nói ra được. Còn nữa, Tiền thị hai ngày nay vẫn luôn phát ra tin tức, nói Tiền lão gia sẽ chính thức xin lỗi cậu, nhưng mà, lại chậm chạp không thấy Tiền lão gia lộ diện. Hạ Ngôn Hoan trầm ngâm một hồi, ý ôi cảm giác Tiền thị phảng phất đang tạo thế. Tạo thế, Sở Trần không hiểu, Tiền thị đang xây dựng một loại bầu không khí đang cúi đầu nhận sai với cậu. Đây vốn là chuyện Tiền lão gia kháng cự nhất, không muốn đối mặt nhất, nhưng Tiền thị thế nhưng vẫn luôn tạo thế cho Tiền lão gia xin lỗi cậu, điều này cũng không phù hợp với lẽ thường. Hạ Ngôn Hoan nói, vừa rồi nghe nói cậu tới công ty, tôi cũng đang chuẩn bị đi tìm cậu, kết quả cậu đến hỏi, xem ra, cậu cũng nhận ra Tiền thị khác thường đi. Sở Trần chậm rãi gật đầu, trong suy nghĩ của Tiền thị, rõ cuộc là đang có âm mưu gì. Sở Trần cẩn thận suy nghĩ một hồi. Cũng cùng Hạ Ngôn Hoan thảo luận, cuối cùng cũng không có kết quả hữu dụng gì. Tôi thử phái ám tử trà trộn vào Tiền thị, tìm hiểu tin tức, nhưng lại phát hiện, hai ngày nay các bộ phận lớn của Tiền thị, thế nhưng đã ngừng tuyển dụng bất luận kẻ nào. Hạ Ngôn Hoan nói, phải biết rằng, Tiền thị là chùm trong ngành dược phẩm, bọn họ luôn đều thiếu nhân lực, bộ phận tuyển dụng căn bản sẽ không dừng công việc của mình, nhưng mấy ngày nay dừng lại. Thật đang bày mưu tính kế cái gì đó, hơn nữa. Tuyệt đối giữ bí mật. Sở Trần vốn không thèm để ý động tác của Tiền thị, nhưng hiện tại, sau khi nghe Hạ Ngôn Hoan phân tích, trong lòng ngược lại có chút tò mò. Sở Trần một mình rời khỏi tòa nhà Kim Bãi, anh hẹn gặp mặt người tại một Starbucks gần tòa nhà Kim Bãi. Đi vào Starbucks, mấy thành viên ngồi tụm năm tụm ba, Sở Trần gọi đồ ăn xong, đi tới vị trí gần góc trong ngồi xuống. Chưa đầy nửa tiếng, một thân ảnh trung niên xuất hiện, âu phục cà vạt. Thần sắc mơ hồ mang theo vài phần kích động. Người tới chính là Trương Vận Quốc. Mấy ngày nay, hắn trà trộn vào thương giới Thiền Thành tìm hiểu tin tức, cho mình hình thành thân phận một doanh nhân, không còn ăn mặc như đạo trường. Sở Trần hẹn Trương Vận Quốc, nói rõ hành động của Tiền thị đã hoàn toàn khơi gợi lòng hiếu kỳ của anh. Anh ngược lại muốn điều tra một chút, Tiền thị, rốt cuộc là đang có âm mưu gì. Trương Vận Quốc sau khi tiến vào, rất nhanh liền nhìn thấy Sở Trần ngồi ở vị trí góc. Trương Vận Quốc thần sắc không kiềm chế được kích động. Sau khi nhận được điện thoại của Sở Trần, Trương Vận Quốc còn cố ý tính cho Minh một quẻ. Đại cát đại lợi, trong lòng phấn khích, bàn tay run rẩy. Trong lòng Trương Vận Quốc có một ý nghĩ to gan, nhất định là trong khoảng thời gian này biểu hiện của mình đã động thiếu chủ. Thiếu chủ muốn cho hắn cơ hội tiến vào cửu huyền môn. Trương Vận Quốc cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, cảm tạ La Vân Đạo Tôn, trước khi rời đi còn chỉ cho hắn con đường rõ ràng này. Cũng cảm tạ đồ đệ Thanh Phong đạo trường này, lúc dò xét tin tức đã cho hắn trợ giúp rất lớn, đồng thời cũng cảm tạ thiếu chủ tín nhiệm hắn, Trương đạo trường, ngồi đi. Sở Trần thấy Trương Vận Quốc đi tới, vẫn nhìn anh không nói lời nào, cảm giác có chút quái lạ, lúc này mở miệng, ý bảo Trương Vận Quốc ngồi xuống. Thiếu chủ, Trương Vận Quốc hít sầu một hơi, thần sắc cung kính n xuống, chủ động hỏi, thiếu chủ có phân phó gì không? Sở Trần gật đầu, khoản mặt mỉm cười nhìn Trương Vận Quốc. Mở miệng nói, trong khoảng thời gian này tới nay, Trương đạo trường vất vả rồi. Nghe vậy, nội tâm Trương Vận Quốc vui vẻ. Đến rồi, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Trương Vận Quốc nội tâm kích động vỏ cùng, máu phảng phất đều muốn sôi trào, không còn các nâu áp chế mà run rẩy. Cửu huyền môn, đó là thánh địa hắn cả đời đều khát vọng đến. Thời gian trước sát hạch thất bại, khiến Trương Vận Quốc lâm vào thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Hôm nay, hắn cuối cùng lại thấy được hy vọng. Nhưng, trước mặt Sở Trần, Trương Vận Quốc vẫn luôn nhắc nhở mình, phải giữ vững trấn định. Trương Vận Quốc hít sâu một hơi, thần sắc có vẻ câu nệ, trầm giọng nói, chưa nói đến vất vả, vì thiếu chủ dốc sức, đây là vinh hạnh của tôi. Sở Trần cười, Trương đạo trưởng trong khoảng thời gian này vất vả,
tôi cũng nhìn thấy, đồng thời, tôi cũng nhìn thấy thiên phủ của Trương đạo trưởng. Sở Trần ngữ khí dừng một chút, cảm thán nói, vốn dĩ tỏi cho rằng, Trương đạo trưởng đối với tìm kiếm thông tin tình báo Thiền Thành, là bởi vì Thanh Phong đạo trưởng, thế nhưng, thông qua tình báo của phái đoàn Nam Mỹ, tôi xem như đã nhìn ra, Trương đạo trưởng ở trong công tác tình báo, thực sự phát huy thiên phú của mình. Trương Vận Quốc khiêm tốn trả lời, cái này không có gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Trương Dạo Trướng không cần khiêm tốn. Sở Trần sau đó nói, tôi hôm ý nay bảo Trương Đạo Trưởng tới đây, chủ yếu là muốn nói hai chuyện. Thứ nhất, tôi muốn để Trương Đạo Trưởng điều tra Tiền Thị một chút. Mấy ngày nay, phàm là cùng Tiền Thị có bất kỳ liên quan gì, đều điều tra rõ ràng. Tiền Thị, Trương Vận Quốc ngẩn ra, cũng không hỏi nhiều, lúc này gật đầu, không thành vấn đề. Ý thứ hai, Sở Trần nhìn Trương Vận Quốc, mỉm cười, Trương Đạo Trưởng mấy ngày nay quả thật cũng vất vả. Trong công tác điều tra tình báo, đạo trường quả thật hao phí không ít tâm huyết, cho nên, tôi có một ý nghĩ, tôi muốn ủng hộ Trương đạo trường xây dựng âm một đội ngũ, thăm dò tình báo A chuyên nghiệp, nhân thủ của đội ngũ, liền do đạo trường đi tìm kiếm, về phần tiền cần thiết để xây dựng đội ngũ, tôi bỏ ra. Vừa dứt lời, Trương Vận Quốc há to đến cực điểm. Một đội tình báo chuyên nghiệp, Trương Vận Quốc hoàn toàn không nghĩ tới Sở Trần lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Hắn nghĩ muốn tiến vào cửu huyền môn A, ngoại trừ tiến vào cửu huyền môn tu hành, Trương Vận Quốc đối với bất cứ chuyện gì còn lại, không hề có hứng thú. Nhưng mà, dưới ánh mắt tha thiết của Sở Trần nhìn chăm chú, Trương Vận Quốc không có cách nào nói ra những lời này. Hôm nữa, trong đầu Trương Vận Quốc đột nhiên toát ra một ý niệm, có lẽ, đây là thăm dò cuối cùng của thiếu chủ đối với hắn. Ánh mắt Trương Vận Quốc đột nhiên sáng lẽn. Đúng vậy, nhất định là thăm dò. Trương Vận Quốc lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên định, phấn thanh nói, không thành ván rể, tôi nhất định bảo đảm, trong thời gian ngắn vì thiếu chủ xây dựng một đội ngũ thâm dò tình báo cưỡng đại, bắt đầu từ Thiền Thành, trải rộng mạng lưới tình báo, hướng về tỉnh Quảng Đông, thậm chí cả nước. Tôi tin Trương đạo trưởng CMG. Sở Trần gật đầu, Trương Vận Quốc càng thêm khẩn cấp đứng lên, chuyện không nên chậm trễ, tôi muốn bắt đầu đi chuẩn bị. Sở Trần bưng cà phê trong tay lên. Gật đầu ra hiệu cho Trương Vận Quốc. Chuân N Quốc xoay ngò, một vôn vàng rời đi. Sở Trần một mình ngồi trong góc, vừa uống cà phê, vừa yên lặng suy tư. Khi buổi chiều, Sở Trần đi ra khỏi Starbucks, đi về phía tòa nhà Kim Bãi. Anh dự định đón Tống Nhan về nhà, sau đó ở nhà chờ Hạ Bắc, tối nay tham gia tụ tập trong giới trẻ đua ông thành mà Hạ Bắc mời. Vừa mới đi vào thang máy tầng một tòa nhà Kim Bãi, cửa thang máy xuất hiện một bóng dáng. Hoàng Tú Tú cũng di vào thang má cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Thì trong thang máy, hai người chỉ có Sở Trần và Hoàng Tú Tú. Khi cái chết của Ngọc Hằng, khiến bác cả và bác hai trở mặt, bác hai hoài nghi, đây là cục diện mà bác cả đặc biệt vì bác hai bày ra. Hoàng Tú Tú thản nhiên mở miệng, Sở Trần mỉm cười, điều này đối với các người mà nói, không phải vừa vặn là chuyện tốt sao. Bảy người con Hoàng gia, bất kỳ một con cháu nào, đều có thể là gia chủ Hoàng gia tiếp theo. Hiện giờ Hoàng gia mặc dù xuống ca dốc, nhưng Lạc gia gầy còn lớn hơn ca ngựa, về chi gia chú Hoàng gia, y ân có không ít người mơ ước. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có mối quan hệ cạnh tranh với Ngọc Hằng hay anh cả Ngọc Bích. Hoàng Tú Tú mò, miệng nói, kể cả anh Tỏi, sau khi anh ấy một lần nữa trở về Hắc Hồn Son, nhiều lần gọi điện thoại trở về, đều là dặn dò tôi cùng cha tôi, mặc kệ vị trí gia chủ Hoàng là ai ngồi, đều không được đối địch với anh. Cô đặc biệt ở chỗ này chờ tôi. Không phải là muốn nói cho tôi anh em Hoàng gia bất hòa chứ? Sở Trần nói, hơn nữa, có Hoàng gia lão gia tử chấn giữ, bọn họ cho dù thật sự muốn phản bội, cũng không thể làm trái trời. Không, tôi muốn nói là, bác cả tuy rằng bị bác hai trách tội, nhưng mà, trong lòng bác hai, thủ phạm hại chết Ngọc Hằng, lại là anh. Hoàng Tú Tú nghiêng mặt nhìn về phía Sở Trần, khóe miệng Sở Trần không khỏi giật giật, Hoàng Ngọc Hằng chết do y thi cổ, liên quan gì đến tôi? Bác hai nói, nếu như không phải anh hại Ngọc Hằng đứng không nổi, sẽ không có chuyện này. Hoàng Tú Tú nói, Sở Trần nở nụ cười, ông ta sao không nói, nếu như lúc trước bắn ỉa không có khả năng sẽ có chuyện như vậy. Dù sao, anh phải cẩn thận. Hoàng Tú Tú trong lúc bất chợt hạ thấp thanh âm, bác hai vốn đã lên phía bắc tìm kiếm cơ hội phục hưng Hoàng gia. Lần này trở về, ông ấy nói, ông ấy tựa hồ chiếm được cái gì kỳ ngộ, có thể đối phó anh. Nghe vậy. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Trong khoảng thời gian này, anh ở Dương Thành tạo ra thanh thế to lớn. Nhất là tranh đấu với giới quyền Anh Nam Mỹ,
càng là vạn người chú ý. Thì dưới loại tình huống này, nhị gia hoàng gia thế nhưng còn tuyên bố có biện pháp đối phó mình. Thị Sở Trần suy nghĩ một hồi, ngược lại nghĩ không ra cái được tại sao. Đơn giản cũng không nghĩ nhiều nữa. Cảm ơn đã nhắc nhở. Sở Trần nói một tiếng, thang máy đã đi tới tầng 21. Sở Trần một mình đi ra khỏi thang máy. Phòng làm việc của Tống Nhan. L lúc Sở Trần đẩy cửa đi vào, Tống Ca Nhan đang cau mày nhìn tư liệu. Có vấn đề gì làm khó bà xã thân yêu của tôi sao? Sở Trần cười tủm tỉm đi tới, hai tay đặt ở bả vai Tống Nhan. Em đã nói với anh vào buổi sáng, sản phẩm thứ hai của Bắc Trần. Tống Nhan xoa xoa lông mày, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta lại họp, mọi người đều có ý kiến riêng, đều đưa ra đề nghị, em hiện tại xem từng cái, hy vọng có thể sớm đưa ra một cái hồ sơ, dù sao, thời gian kéo dài càng dài, đối với Bắc Trần mà nói càng bất lợi. Rèn sắt phải thừa dịp nóng, đạo lý này mọi người đều hiểu. Sở Trần ôm Tống Nhan lên, bà xã, loại chuyện này em cũng không cần suy nghĩ ám thư hai của bác Iran, anh đã nghĩ ra rồi. Nghe vậy, thần sắc Tống Nhan sửng sốt, chợt nghi hoặc khó hiểu nhìn Sở Trần, anh nghĩ ra rồi. Tống Nhan không dám tin, tuy nói Tống Nhan thừa nhận Sở Trần thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà, về dự án dược phẩm Bắc Trần, Sở Trần chưa từng can thiệp, cũng chưa từng chú ý qua, anh làm sao phán định sản phẩm thứ hai thích hợp với Bắc Trần. Đến lúc đó em sẽ biết. Sở Trần kéo tay Tống Nhan đi ra khỏi phòng làm việc. Trên đường trở về Tống gia, Tống Nhan cũng thử hỏi vài lần, nhưng Sở Trần lại quyết tâm muốn úp mở, nháy mắt cười với Tống Nhan. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, 8 giờ tối, xe của Hạ Bắc đúng giờ xuất hiện trước cửa Tống gia. Trần ca, Hạ Bắc mặc trang phục chỉnh tề, quần áo rất trang trọng, giọng điệu mơ hồ có vài phần kích động. Cuộc gặp gỡ cấp cao nhất của thế hệ trẻ trong giới thương mại Thiên Thành. Nếu nói bình thường, loại tụ hội cấp bậc này, làm sao có chỗ cho hắn, lần này, là lần đầu tiên Hạ Bắc được mời. So với Hạ Bắc, quần áo của Sở Trần lại thoải mái hơn rất nhiều. Đi thôi, Sở Trần cũng có chút tò mò, cái gọi là hội tụ cấp bậc cao nhất của thế hệ trẻ Dương Thành, đến cuối cùng là bộ dạng gì. Xe một đường chạy nhanh, chạy như điên về phía Dương Thành. Trên đường đi, câu lạc bộ cao cấp ở Dương Thành, nhưng câu lạc bộ này tối nay đã được bao hết. Hạ Bắc vừa lái xe, vừa nói, bẽn trong tất cả mọi thứ cơ sở vật chất, hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng sông hơi khô, tắm, massage, xem phim, v.v. tất cả đều để cho những người tham gia bữa tiệc tối nay đến chơi. Hạ Bắc nói, trong số những người tôi quen biết, chỉ có tôi được mời tham gia buổi tụ họp lần này, cho nên, nội dung cụ thể của buổi tiệc tối nay, tôi cũng không biết. Sở Trần thần sắc bình tĩnh, theo anh thấy, đây chỉ là một hồi tụ hội giữa phú nhị đại. Không tránh khỏi rượu chè be bét, tửu sắc tửu hương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.